cũng mong muốn là nhận được sự hỗ trợ tương tác từ phía các anh chị. Thì các anh chị có thể nhìn trên màn hình, đây là một trong những cái công cụ mà tôi nghĩ rằng nếu như sau này các anh chị là giảng viên mà tham gia dạy online thì đây sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích cho các anh chị. Thì tôi có một cái tài liệu liên quan đến các cái công cụ hỗ trợ dạy học online trong cái quá trình học đấy, dạy học đấy ạ. Nếu như sau cái buổi học này các anh chị nào mà có nhu cầu thì tôi sẵn sàng chia sẻ. Thì các anh chị cứ nhắn cho tôi sẽ gửi cho các anh chị. Ở đây thì sẽ có một số chúng ta sẽ thống nhất với nhau như này. Để có được cái sự tương tác từ phía các anh chị ấy thì tôi sẽ sử dụng một cái công cụ người ta gọi là cái Wheel of Name, tức là ở đây thì tất cả các cái đơn vị tham gia trong lớp học thì tôi đã đánh hết vào đây rồi ạ. Các anh chị có thể nhìn thấy trên trên cái vòng quay này đấy ạ. Và khi tôi quay như này thì anh chị nhìn này, thì đấy là một sự ngẫu nhiên sẽ rơi vào đâu thì ví dụ như đấy công rồi công ty cổ phần đầu tư xây dựng an toàn môi trường CAC chẳng hạn. Thì lúc đấy thì tôi đề nghị là học viên nào của trong trong lớp học trong của công ty thì khi tôi gọi đề nghị hỗ trợ trong cái quá trình thực hiện bài giảng của tôi thì đề nghị các anh chị vui vẻ thực hiện. Và tất nhiên thì ưu tiên đầu tiên chính là cái tinh thần xung phong trước. Bây giờ để bắt đầu vào bài giảng thì tôi xin phép được trình bày liên quan đến Bộ luật Lao động. Anh chị đợi một chút. Liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2019 thì có một số cái điểm mới rất là cơ bản và nó tác động đến, đây là một cái bộ luật gốc và tác động đến toàn bộ tất cả các cái liên quan đến cái quan hệ lao động trong tại tại Việt Nam. Và ở đây thì các anh chị sẽ nhìn thấy các cái nội dung mà tôi sẽ trình bày, ví dụ như là tổng quan về Bộ luật Lao động này, hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tổ chức đại diện của người lao động, tuổi nghỉ hưu, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể hay là thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và lao động nữ hay là đảm bảo bình đẳng giới. Thì tất cả đây là những vấn đề chung nhất và liên quan trực tiếp đến chính bản thân chúng ta, cũng như là sau này khi các anh chị đi giảng dạy tại doanh nghiệp ấy, thì cũng có thể là giải đáp được phần nào cho thắc mắc của mọi người. Thế thì trên cái nội dung tôi vừa ở đây có 9 nội dung tất cả, thì tôi cũng rất là muốn có một cái khảo sát nho nhỏ với nhu cầu của các anh chị trong quá trình tham gia học. Thì ở đây tôi có sử dụng một cái công cụ người ta gọi là cái công cụ Mentimeter đây ạ. Anh chị đợi một chút. Thì ở đây chúng ta sẽ tham gia vào cái ok. Đây ạ. Tôi sẽ gửi cho anh chị một cái đường link, sau đấy thì đề nghị các anh chị bấm vào cái nhu cầu nào mà mình cảm thấy là cần thiết nhất, muốn nghe nhất thì chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung đó hơn là những nội dung khác. Tôi sẽ không biết là có cái, anh chị đợi một chút, chắc là nó có học qua mạng nhiều khi nó cũng có những cái kiến thức nhất định. Anh chị đợi một lát. Thì tôi vào lại. Ở đây nó có một vài cái công cụ hỗ trợ trong cái quá trình mà học online đấy ạ. Thì các anh chị sẽ thấy là đây ạ, khảo sát về nội dung bảo hộ lao động. Thì tôi sẽ copy cái đường này, copy cái đường link này gửi qua chat cho các anh chị. Sau đó thì các anh chị sẽ đánh dấu vào cái phần mà các anh chị cảm thấy là quan tâm nhất. Ok, bây giờ chat đây ạ, các anh chị sẽ nhìn đường link ở trên chat nha.
Rồi ạ, các anh chị bấm vào đi ạ. Bấm vào cái đường link mà tôi vừa gửi đấy ạ. Các anh chị có nhìn thấy không ạ? Có nhìn thấy đường link không ạ? Ủa, mọi người đi đâu hết rồi? Xin hỏi các anh chị có nhìn thấy cái đường link mà tôi gửi qua chat không? Có cô ạ. Ừ. Xin mời. Có Được cô ạ. rồi. Mọi người bấm vào, mọi người bấm vào cái đường link đấy nha. Xong rồi là sẽ có cái rồi hợp đồng lao động hiện nay là đang là 100% quan tâm đến hợp đồng lao động ạ. Các anh chị khác có quan tâm những vấn đề khác không ạ? Xem ở đây có bao nhiêu người. À, lao động nữ và bình đẳng giới. Tiền lương. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Đối thoại thương lượng. Hình như không ai quan tâm đến tổ chức đại diện của người lao động hay sao ấy. Cái này là một trong những cái nội dung mới và đặc biệt quan trọng, thay đổi đặc biệt trong bộ luật lao động đấy các anh chị ạ. Rồi ạ, bắt đầu có người quan tâm rồi đấy ạ. Rồi. Tuổi nghỉ hưu có vẻ ít quan tâm đúng không ạ? Chắc là bởi vì các anh chị biết chắc chắn rằng là vì như đây nếu như tôi không nhầm thì đa số là các anh chị đều nằm trong khoảng của cái tuổi theo cái quy định mới rồi đấy ạ. Tuổi nghỉ hưu được nâng cao rồi cho nên ít quan tâm. Nên ít quan tâm. Dạ vâng. Cũng nhận được chọn một. Thực ra là đây là cái vấn đề quan tâm nhất thôi, chứ thực ra là tôi cũng sẽ trình bày hết. Chẳng qua là các anh chị quan tâm đến nhiều hơn vấn đề nào thì chúng ta sẽ tập trung hơn ở vấn đề đó. Tuổi nghỉ hưu có vẻ như mọi người không quan tâm. Chắc là thực ra ấy, khi mà cái trước đây khi mà tôi cũng có đi trao đổi giảng về cái liên quan đến vấn đề bộ luật lao động thì mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến vấn đề tuổi nghỉ hưu, bởi vì cái thời điểm đấy ấy, khi là cái nghị định 135 chưa ra đời ấy, thì là mọi người rất là quan tâm và muốn biết rằng là ở cái độ tuổi nào thì mình sẽ về hưu, bởi vì tất nhiên có một số người ở trong cái giai đoạn ví dụ từ sinh năm 76 hoặc là nam thì là sinh năm 66 chẳng hạn, thì là cái giai đoạn đấy là mọi người rất là quan tâm xem là cái thời điểm nào thì mình sẽ được nghỉ hưu. Rồi ạ, không biết là các anh chị đã kết thúc được phần nào. Không được chọn nhiều, đúng rồi ạ, không được chọn nhiều đâu ạ, chỉ được chọn một thôi. Bởi vì thực ra nếu như chúng ta chọn nhiều thì nó. Rồi. Record vâng ạ, nếu mà anh chị nào muốn record lại bài giảng thì có các anh chị cứ bấm record thôi, không vấn đề gì đâu ạ. Recording in progress. Được chưa ạ? Rồi, có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc cái phần khảo sát ở đây đúng không anh chị? Ở đây thì tôi xin thống kê lại là thứ nhất là cái hợp đồng lao động mà chúng ta quan tâm nhất này, đúng rồi, đấy là cái mà gọi là sát sườn luôn. Và tôi nghĩ rằng người lao động cũng sẽ rất là quan tâm. Cái thứ hai là liên quan đến cái tổ chức đại diện người lao động, ban đầu cứ tưởng là không quan tâm, hóa ra là chúng ta cũng quan tâm đấy ạ. Rồi tiếp đến cái thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đến tiền lương, đến lao động nữ và bình đẳng giới, đến tuổi nghỉ hưu, và cuối cùng mới là đối thoại và thương lượng. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thì tôi xin phép được quay lại phần bài giảng của mình. Cảm ơn các anh chị đã tham gia phần khảo sát. Về cơ bản thì tôi cũng chắc là cũng sẽ tập trung vào những cái phần mà các anh chị sẽ quan tâm. Rồi. Ở đây liên quan đến cái tổng quan của Bộ luật Lao động 2019 ấy, thì tôi sẽ đưa ra một số các cái thông tin để các anh chị nắm được. Thứ nhất là lý do vì sao chúng ta lại phải thay đổi, phải sửa đổi, rồi cũng như là mục đích hay là cái quan điểm chỉ đạo khi mà xây dựng và sửa đổi cái Bộ luật Lao động cũng như là cái bố cục. Thì thứ nhất ấy, xin hỏi là nếu như các anh chị quan tâm thì Bộ luật Lao động có hiệu lực thì khi nào ạ? Các anh chị nào trả lời giúp không ạ? Giơ tay đi nhỉ các anh chị. Tương tác thêm chứ. Ngày 1 Từ tháng ngày 1 năm 1 tháng 1 năm 2021. 2021 ạ. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Thưa các anh chị là Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Khi mà đây ạ, tức là khi thông qua thì là từ ngày 20 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên là chúng ta cần hơn một năm để chuẩn bị ra đời các cái nghị định hướng dẫn thi hành. Thế và hiện nay thì nếu như các anh chị nào quan tâm ấy thì cũng biết
nghị định còn 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 chưa ra đời để mà hướng dẫn cụ thể đấy ạ. Tuy nhiên về cơ bản thì cũng đã các cái nghị định ví dụ như là cái định 135 hay là nghị định 145 về các cái hướng dẫn liên quan thì cũng đã đi vào thực tế rồi ạ. Ở đây thì cái mục đích ban hành cái bộ luật lao động ấy, đấy là chúng ta khắc phục được cái bất cập trong cái quá trình thực tiễn thi hành ấy, thì ở đây ví dụ như liên quan đến hợp đồng lao động chẳng hạn, thì là một trong những cái các anh chị quan tâm thì trước đây ấy, thì cái hợp đồng lao động nó liên quan đến cái vấn đề mà ký ký hợp đồng lao động đối với, tức là sẽ có ba cái dạng hợp đồng lao động, tuy nhiên là sau cái bộ luật mới thì chúng ta sẽ thay đổi lại chỉ có hai thôi. Thế và về đáp ứng cái thể chế hóa cái hiến pháp 2013 hoặc đảm bảo tính đồng bộ ấy, thì như các anh chị đã biết là luật bộ luật lao động thì sửa đổi là năm 2012, sau đấy thì hiến pháp 2013 rồi là như là luật Việt Nam năm 2013 này, rồi là luật giáo dục nghề nghiệp 2014 này, rồi bảo hiểm xã hội 2014 này, thì toàn bộ một số các cái quy định ấy, nó cũng đã thay đổi so với lại cái bộ luật lao động năm 2012 rồi. Vì vậy mà chúng ta cần phải sửa đổi. Và thêm một cái nữa, đấy chính là cái việc mà chúng ta cam kết thực hiện khi chúng ta hội nhập ấy, thì cái việc mà tham gia các cái hiệp định thương mại, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, là một trong những cái sức ép. Bởi vì hiện nay ấy, đối với lại các cái hiệp định, hai cái hiệp định lớn thì không biết là các anh chị nào có thể nêu là hai cái hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà vừa rồi chúng ta vừa ký là hiệp định nào không ạ? Có anh chị nào giơ tay không ạ? Chị có hai cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà ảnh hưởng cũng như là tác động rất lớn đến cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta đấy ạ. Có anh chị nào rồi ạ? Đó là hai cái hiệp định, thứ nhất là hiệp định CPTPP và cái hiệp định EVFTA. Thì CPTPP là hiệp định về đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Thì trước đây nó là cái hiệp định TPP, khi đấy nó có Mỹ tham gia. Thì sau đấy thì khi mà Tổng thống Trump lên thì tuyên bố rút khỏi cái hiệp định này, nên là chúng ta sau đấy thì chỉ còn 11 nước thôi và sẽ đổi tên và đã được đổi tên thành CPTPP. Còn cái hiệp định mà EVFTA ấy, là hiệp định về thương mại tự do thế hệ mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, là EU đấy ạ. Thì hai cái hiệp định này, trong hai cái hiệp định này nó có một cái quy định, đấy là phải thực hiện các cái tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản của ILO. Thì nếu như các anh chị quan tâm thì sẽ có, tức là sẽ, trong cái tuyên bố 1998 của ILO ấy, thì họ có bốn cái nhóm tiêu chuẩn. Và bốn cái nhóm tiêu chuẩn đấy thì là gồm 8 cái công ước. Thì hiện nay thì Việt Nam chúng ta đã phê chuẩn được 7 công ước cơ bản rồi. Còn một cái công ước nữa, đấy là công ước số 87 và liên quan đến cái mà quyền tổ chức thành lập hiệp hội đấy ạ. Thì cái đấy là một trong những cái chúng ta còn đang tất nhiên là có lộ trình thông qua rồi, nhưng cái đấy nó rất phức tạp. Vì vậy mà hiện nay là chúng ta cũng chưa thông qua. Về cái quan điểm chỉ đạo thì tôi cũng chỉ nói nhanh thôi. Tất nhiên là chúng ta phải thể chế cái quan điểm đường lối của Đảng, rồi là cụ thể hóa hiến pháp 2013, rồi đảm bảo tính thi hành, hay là cũng như là nội luật hóa các cái tiêu chuẩn như tôi vừa nói đấy ạ. Về cái kết cấu của bộ luật lao động thì kết cấu gồm 17 chương và 220 điều. Là so với bộ luật lao động 2012 thì chúng ta đã giảm 22 điều các anh chị ạ. Và ở đây thì gần như là 200 điều ấy, là gần như là sửa hết. Thì để thấy rằng là cái sự thay đổi lớn trong cái bộ luật lao động 2019 như thế nào. Và ở đây cũng có 3 điều sửa trong cái bộ luật, tức là sau này khi mà bộ luật 2019 được ban hành và phê chuẩn ấy, thì sẽ có 3 điều trong cái bộ luật gọi trong cái luật bảo hiểm xã hội liên quan đến tăng tuổi nghỉ hưu thì cũng sẽ phải sửa. Đấy chính là điều 51, 55 và 73. Hay là cái bộ luật về tố tụng dân sự cũng sẽ phải sửa cái điều 32 liên quan đến cái vấn đề mà giải quyết tranh chấp lao động đấy ạ. Về cái kết cấu của bộ luật lao động thì gồm, như tôi vừa nói, gồm 17 chương và 220 điều. Thì ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy, tôi điểm qua về thời giờ, về kỷ luật này, an toàn vệ sinh lao động, rồi những cái quy định riêng đối với lao động nữ, hay là về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở chẳng hạn. Đây chính là cái vấn đề các anh chị quan tâm đấy ạ, về hợp đồng lao động. Thế thì hợp đồng lao động có mấy vấn đề. Thứ nhất là chúng ta đề cập đến cái dấu hiệu nhận diện hợp đồng lao động.
Thứ hai là hình thức hợp đồng lao động, loại hợp đồng lao động, vấn đề thử việc, phụ lục hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động. Thì ở đây về cái dấu hiệu, tại sao lại phải đưa cái dấu hiệu nhận diện hợp đồng lao động vào đây? Thì thưa các anh chị là trước đây ấy, thì trong cái quy định cũ ấy, thì không có đề cập đến cái vấn đề là dấu hiệu nhận diện cái hợp đồng lao động. Mà chính vì vậy ấy, mà nó sẽ xảy ra cái trường hợp là trong thực tế khi mà đi kiểm tra ấy, thì để mà lách, gọi là dùng từ là lách luật ấy, thì người sử dụng lao động họ không dùng từ hợp đồng lao động, họ dùng từ là hợp đồng thuê khoán chuyên môn này, hợp đồng chuyên gia, rồi là tức là khi sự ký cái hợp đồng đấy thì người lao động vô hình chung lại không được hưởng cái quyền lợi như là ký hợp đồng lao động theo đúng cái tên của nó. Thế thì chính vì vậy mà trong cái quá trình sửa đổi ấy, Bộ luật Lao động 2019 thì các cái chuyên gia mới đưa ra là bây giờ chúng ta sẽ đưa ra ba cái dấu hiệu nhận diện. Tức là sao? Nếu như trong cái hợp đồng cho dù anh đặt tên nào đi chăng nữa thì trong cái đấy nó chỉ cần có ba nội dung sau thì được coi là hợp đồng lao động. Thứ nhất là vấn đề về nội dung việc làm. Thứ hai là có nội dung về trả công và tiền lương. Tức là hai cái nội dung đấy. Và cuối cùng là có cái nội dung về quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Cho dù anh muốn đặt tên gì đi chăng nữa thì đấy vẫn được coi là một hợp đồng lao động. Thế thì vừa rồi ấy, bên Tổng Liên đoàn có làm việc với lại bên chỗ GrabBike đấy ạ, tức là gọi một cách dân dã là các cái tài xế mà xe ôm công nghệ đấy. Thì có một cái, không biết là các anh có, năm 2020 ấy, có một cái cuộc gọi là tập trung đông người đấy, thì họ cũng có đòi là được tăng cái điều gọi là cái các cái điều kiện chế độ đãi ngộ của cái công ty Grab lên đối với lại những cái tài xế lái xe công nghệ GrabBike đấy. Thế thì khi mà chúng tôi phân tích cái hợp đồng ấy thì họ ghi là cái gọi là biên bản hợp tác anh chị ạ. Trong cái biên bản hợp tác đấy thì nó cũng có nội dung công việc, tức là anh phải đi trên một cái tuyến đường nào, rồi là phải tuân thủ cái việc đấy, và có nội dung về quản lý và điều hành giám sát của một bên. Tức là ví dụ như là người lái xe đấy phải đội mũ này, phải mặc áo đồng phục của Grab này, rồi phải đi đúng tuyến đường vân vân, thì đấy chính là biểu hiện của cái việc mà quản lý hay điều hành giám sát của một bên. Tuy nhiên ấy thì họ lại không có cái nội dung về trả công và tiền lương. Tức là cái nội dung đấy thì họ quy định là người giống như hợp tác hai bên ấy, là người tài xế sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm từ cái cuốc xe đấy. Thế thì vừa rồi thì ở ngay cả bên Anh ấy, họ cũng đã có một cái tức là họ đã đồng ý, tức là tòa án tối cao của Anh thì đã chấp thuận cho các cái tài xế Uber ấy là họ được coi như là những cái người lao động có quan hệ lao động đối với lại cái công ty Uber, và họ phải trả bại hoặc và người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đối với người lao động, đảm bảo tất cả cái quyền lợi như là một người lao động thông thường. Thế thì chỉ có điều ở Việt Nam thì chúng ta còn đang xem xét vấn đề này, và hiện nay thì các cái tài xế xe ôm công nghệ hay là ngay kể cả Grab car đi chăng nữa thì mọi người cũng, tức là xe ô tô taxi đấy ạ, thì cái đấy cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng đang cân nhắc để xem xét và đề nghị công nhận đấy là để đảm bảo cái điều kiện lao động cho người lao động trong cái điều kiện mà họ có thể nói là về cơ bản là có các cái dấu hiệu để đảm bảo họ có quan hệ lao động. Thế vậy thì cái hợp đồng lao động thì hiện nay thì hợp đồng lao động có những hình thức nào? Thì để có anh chị nào trả lời giúp tôi không ạ? Anh chị trả lời nào có thể trả lời giúp tôi là hiện nay hợp đồng lao động có những hình thức nào không ạ? Xem là hiện nay giúp mình có bao nhiêu bạn, bao nhiêu người rồi? Cô. Vâng ạ. Theo em thì có hình thức văn bản, hình thức nhắn tin trên nền tảng điện tử và hình thức miệng. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Cảm ơn anh Sơn đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta trong cái, các anh chị có thể nhìn thấy là trong cái hình thức, tức là theo cái quy định của điều 14 ấy, thì cái hình thức ở đây có thêm một cái như mà anh Sơn nói ấy, thì cái đấy nó gọi là, theo gọi là từ thuật ngữ nó dùng từ là thông điệp dữ liệu. Thế thì cái thông điệp dữ liệu ở đây chính là cái bằng, gọi người ta gọi là bằng điện tử đấy ạ. Tuy nhiên là các anh chị lưu ý rằng
Gọi là hình thức thì có 3 hình thức, nhưng cái thông điệp điện tử này cũng được coi là bằng văn bản các anh chị ạ. Khi mà người ta xử lý ấy, thì người ta sẽ coi đấy là cái, tức là hiện nay có thể công nhận là chỉ có bằng văn bản và lời nói, cái dữ liệu điện tử được coi như là bằng văn bản đấy. Vậy cách chính thức là chúng ta có 2, nhưng mà bằng cái hình thức ấy, thì chúng ta sẽ có cả cái vấn và cả cái bằng cái thông điệp dữ liệu nữa. Cái này là để phù hợp với lại cái điều cái phát triển về khoa học công nghệ như hiện nay. Thế về cái loại hợp đồng lao động đấy ạ, thì các anh chị để ý là trước đây ấy, thì cái trong cái bộ luật lao động 2012 người ta chia ra làm 3 loại. Đấy là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng, hợp đồng thời vụ tức là theo công việc ấy, thì là dưới 12 tháng. Tuy nhiên là sau này thì bộ luật lao động 2019 sửa ấy, thì là chúng ta chỉ còn 2 loại thôi. Đấy là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. Thế thì trong thực tế, tuy nhiên là sẽ có cái quy định là sẽ như các anh chị, nếu các anh chị quan tâm ấy, thì hợp đồng lao động nếu xác định thời hạn thì chỉ được ký tối đa 2 lần. Sau đấy thì automatic sẽ chuyển thành gọi là hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên là do cái điều kiện thực tế hiện nay thì sẽ có cái trường hợp được ký hợp đồng lao động mà xác định thời hạn nhiều lần, tức là không phụ thuộc vào cái tối đa 2 lần nữa, mà sẽ có những cái trường hợp là được ký nhiều lần. Thế thì không biết là có anh chị nào biết là trường hợp đấy là những trường hợp nào không ạ? Anh chị có biết là đấy là những trường hợp nào không? Ví dụ cho tôi xem là có trường hợp là được ký nhiều lần đấy ạ, mà không phụ thuộc vào cái số lần. Anh chị có thể đoán được không? Ai đoán giúp không ạ? Thế hay để tôi hỏi nha. Để tôi quay vòng quay ngẫu nhiên để các anh chị trả lời nha, cho có không khí một chút. Ok, thế để tôi sẽ hỏi. Nhầm nhầm. Nhầm rồi ạ. Đây ạ. Vậy thì xem có anh chị nào giúp tôi trả lời không? Ok. Rồi ạ. Đề nghị một là một anh chị trong phân viện miền Trung đi ạ. Rất vui được gặp các anh chị đấy ạ. Không biết là trong phân viện miền Trung hôm nay có ai tham dự đấy ạ? Miền Trung. Để tôi gọi. Miền Trung rất nhiều đấy ạ. Không biết là xem ở đây thế nào. Có bạn là Trương Thị Thúy Quỳnh ở đấy không ạ? Thúy Quỳnh có ở đấy không? Thúy Quỳnh có ở đấy không em? Em có thể đoán xem là nếu mà như tôi thì theo mình chưa tìm hiểu về cái đấy thì đoán khi mà đối với thì sẽ được ký nhiều lần. Thế em thì những trường hợp nào sẽ được ký nhiều lần em thử đoán xem nào. Ví dụ như là cái trường hợp mà ví dụ như người lao động mà họ là người nước ngoài ấy, mà làm việc ở Việt Nam ấy, thì theo em thế thì có được phép ký nhiều lần không? Lý do vì sao nhỉ em nhỉ? Do vì sao họ lại được ký nhiều lần? Giá hàng vậy visa của họ có kiếp Chính xác, chính xác. Đúng rồi. Tức là ở đây ấy, ở đây các anh chị lưu ý là, cảm ơn Quỳnh nha. Tức là cái trường hợp mà được ký hợp đồng xác định thời hạn thì có mấy trường hợp, tuy nhiên là sẽ có một cái trường hợp như Quỳnh vừa nói, đấy là cái người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam ấy, thì như các anh chị biết là họ sẽ có cái giấy phép lao động. Thế thì bây giờ giả sử như giấy phép 5 năm, 10 năm chẳng hạn, mà lại chỉ cho người ta mà bắt người ta ký hợp đồng không xác định thời hạn thì vô hình chung là hai cái nó đá nhau. Thế đấy chính là cái thực tế trong cái quá trình mà thực thi cái bộ luật lao động 2012 thì phát sinh ra cái việc đó. Cái việc từ cái đối tượng thứ hai nữa đấy chính là những người mà lao động cao tuổi đấy ạ. Tức anh chị là những người người ta đến tuổi nghỉ hưu rồi nhưng mà vẫn ký hợp đồng thì sẽ không có cái hợp đồng xác định thời hạn đối với họ, mà họ được phép ký thành nhiều lần. Đấy chính là những cái đối tượng.
rồi mà sẽ ký nhiều lần trong cái hợp đồng xác định thời hạn đấy. Thế còn đối với thử việc thì thử việc ở đây có một số cái thay đổi mà các anh chị cần phải lưu ý. Thứ nhất là khi mà ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng ấy, thì trước đây là không áp dụng thử việc. Và tuy nhiên là sang cái bộ luật lao động 2019 ấy, thì nếu ký một tháng, dưới một tháng là mới không áp dụng thử việc. Và trước đây thì cái thời gian thử việc dài nhất là 60 ngày, đấy là dành cho những người có trình độ chuyên môn cao đấy, thì là 60 ngày, thấp nhất là 6 ngày. Thế và cái quy định, và họ sẽ không có một cái quy định về cái cách thức thực hiện cụ thể là cái việc chấm dứt đến như nào. À, cái trường việc mà chấm dứt cái việc thử việc đấy. Thế còn trong cái quy định mới của Bộ Luật Lao Động 2019 thì cái thời gian dự việc dài nhất là 180 ngày. Đấy là dành cho các cái giám đốc mà của các cái doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước đấy. Thì phải cho họ một cái khoảng thời gian dài như thế để mới có thể đánh giá được hết những cái năng lực cũng như là cái quá trình điều hành của họ. Về phụ lục hợp đồng thì các anh chị lưu ý là trước đây ấy, thì phụ lục hợp đồng thì vẫn là cái quy định chi tiết các cái nội dung của hợp đồng và được coi như là một phần của hợp đồng. Thế thì ở đây trong cái quy định mới thì họ cũng vẫn sử dụng các cái quy định liên quan đến cái phụ lục hợp đồng như là 2012. Tuy nhiên là chỉ có một cái mới ở đây chính là trong cái bộ luật lao động 2019 là không cho phép được sửa cái thời hạn của hợp đồng. Bởi vì lý do gì mà lại phải làm như thế? Tức là anh có thể sửa gì nằm trong cái quy định pháp luật cũng được, tuy nhiên là không được sửa cái thời hạn, thời gian gia hạn. Bởi vì thưa các anh chị là thực tế đã xảy ra những trường hợp như thế này. Ví dụ như là người ta ký cái hợp đồng có thời hạn 12 tháng, đến tháng 11 thì cái người sử dụng lao động lại ký gia hạn đến 24 tháng. Tức là cái hợp đồng này lẽ ra kết là 12 tháng đúng không? Thì họ lại gia hạn là cái hợp đồng này là 24 tháng. Và đến 23 tháng thứ 23 họ lại gia hạn thêm một cái nữa là đến 36 tháng. Thế vô hình chung nếu như ấy bắt nguồn ngay từ đầu thì cái hợp đồng lao động này chỉ có 12 tháng thôi. Nhưng mà khi mà ký như vậy vô hình chung thành 3 cái hợp đồng 12 tháng. Thế thì tức là theo quy định đấy là một cách để người sử dụng lao động lách luật. Tức là như tôi vừa trình bày là chỉ có 2 lần, tối đa là 2 lần được ký hợp đồng có thời hạn thôi. Nhưng đây là họ đã ký thành ra là đến 3 lần đấy. Thì cái đấy là một trong những cái mà để gọi là để mà xử lý các cái vấn đề trong thực tế của thì cái Bộ Luật Lao Động 2019 đã có cái quy định như vậy. Tiếp đến là cái quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Thế thì thưa các anh chị là trước đây ấy, thì khi mà chấm dứt hợp đồng lao động đối với lại hợp đồng xác định thời hạn là phải có lý do và phải báo trước bao nhiêu ngày. Thì vấn đề là khi trong cái quy định mới 2019 ấy, thì người ta yêu cầu là như này, trong cả hai cái loại hợp đồng đều không cần phải có lý do báo trước và không cần phải có lý do và chỉ cần phải báo trước đúng luật thôi. Vì sao lại như thế? Bởi vì là theo cái quan điểm ấy là để cho người lao động họ được tự do tìm kiếm công việc phù hợp nhất với họ, và nếu như trong trường hợp họ cảm thấy rằng cái công việc ở đây không còn phù hợp nữa thì họ chỉ cần báo trước đúng luật thôi và không cần lý do gì cả. Thì đấy chính là cái quyền tạo cái điều kiện cho người lao động khi mà họ cảm thấy rằng họ không còn phù hợp với cái công việc đó nữa. Thế vậy thì có một số trường hợp cần phải báo trước. Đó là những trường lát nữa thì tôi sẽ nói. Đây hiện nay thì, còn đối với cái thời gian báo trước ấy, thì nó sẽ có những cái trường hợp như thế này. Đấy là hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì nó báo trước 45 ngày. Thì cơ bản không có gì thay đổi cả. Thế hợp đồng mà xác định từ 12 đến 36 tháng là 30 ngày. Còn hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng thì là 3 ngày. Thế còn cái trường hợp ấy mà cái trường hợp những cái người lao động mà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước ấy, như vừa rồi tôi có nói ấy, thì ở đây người ta có 7 cái trường hợp. Là trong trường hợp mà theo cái quy định ấy, là khi anh cái hợp đồng lao động mà xác định thời hạn là khi anh không làm nữa thì anh cũng không cần phải có lý do nhưng anh phải báo trước. Nhưng có một số trường hợp trong 7 trường hợp này không cần phải báo trước. Đó là những trường hợp nào? Thứ nhất là nếu như người sử dụng lao động mà không bố trí đúng với công việc, đúng địa điểm làm việc và không đảm bảo cái điều kiện làm việc cho họ như thỏa thuận thì họ có thể nghỉ mà không cần báo trước, cái đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cái thứ hai là không được trả lương đủ lương hoặc là trả lương không đúng thời hạn. Cái thứ ba là nếu như người sử dụng lao động ngược đãi này, đánh đập hoặc có hành vi nhục mạ hoặc là gọi là cưỡng bức lao động đấy thì cũng có thể chấm dứt ngay lập tức, và hoặc là bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc, lao động nữ mang thai nghỉ việc thì cái này là theo quy định cũ rồi.
còn đủ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định ấy, thì cái này nó cũng là một cái quy định mới. Trước đây thì không có cái quy định này ở trong cái bộ luật cũ. Khi mà vì vậy mà hiện nay thì trong bộ luật lao động 2019 có đưa vào là đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì anh được quyền, tức là người lao động được quyền chấm dứt. Nhưng trước đây ấy, thì nó có hai điều kiện là khi mà anh đủ cái tuổi nghỉ hưu cộng thêm là anh được đủ năm đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng mà bây giờ thì trong cái trường hợp này thì anh chỉ cần đủ một điều kiện thôi, đấy là đủ cái tuổi nghỉ hưu thì là anh có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Hoặc là người sử dụng lao động, cái trường hợp thứ 7 ấy, là người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến cái việc thực hiện của hợp đồng lao động. Thế thì đồng thời với việc mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động thì cũng sẽ có những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Thế thì ở đây trong bộ luật lao động có bổ sung một số các trường hợp mà người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ấy, thì và có một số trường hợp ấy, thì họ không cần phải có lý do. Ví dụ như là những trường hợp này, để các anh chị. Thế là có hai trường hợp mà người sử dụng lao động mà báo không cần phải báo trước khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Thứ nhất, đấy là nếu như người lao động mà không có mặt ở nơi làm việc sau cái thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn thời gian tạm hoãn thực hiện cái hợp đồng lao động, thì nếu như trong quy định ấy là anh phải có mặt sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì anh phải có mặt ở đó. Nếu như trong trường hợp mà người lao động không có thì có mặt ở đó thì người sử dụng lao động không cần phải báo trước mà vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Và khoản thứ hai nữa, đấy là người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày liên tục trở lên thì người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt mà không cần phải báo trước. Thứ hai là về vấn đề tiền lương. Thì tiền lương cũng có những cái thay đổi nhất định. Ở đây thì tôi có trình bày 4 nội dung. Thứ nhất là mức lương tối thiểu hợp đồng hội đồng tiền lương quốc gia, xây dựng thang lương bảng lương và vấn đề trả lương. Thì cái này chủ yếu là liên quan đến cái tiền lương ở trong khối doanh nghiệp. Thì về Bộ luật Lao động 2012 đó, thì cái tiền lương ấy được định nghĩa là một cái khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện cái công việc theo thỏa thuận. Tuy nhiên là cái vấn đề theo thỏa thuận này đã được trong cái 2019 thì đưa cái vấn đề thỏa thuận lên trên để thể hiện một cái tính gọi là tự nguyện giữa hai bên. Đấy là tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện các công việc, dù là bao gồm các cái mức lương theo công việc, chức danh, phụ cấp rồi các cái khoản bổ sung khác. Thế và ở đây ấy, thì cái mức lương tối thiểu ấy, thì nếu các anh chị quan tâm thì sẽ biết rằng hàng năm thì sẽ có một cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia để đề xuất với chính phủ về cái mức lương tối thiểu. Thì từ năm 2019 thì chúng ta có đề xuất gọi là cái mới nhất, còn đến năm 2020 và năm 2021 thì chưa, nhưng 20 thì đề nghị chính phủ cũng có đề xuất là không tăng lương bởi vì trong cái điều kiện khó khăn của dịch Covid. Thế và về cái mức lương tối thiểu ấy, thì cái quy định cũ ấy, thì họ chỉ cái căn cứ để xác định cái mức lương tối thiểu thì họ chủ yếu là sử dụng vào cái nhu cầu sống tối thiểu. Thế và đây là một trong những cái gây tranh cãi bởi vì người ta nói rằng là cái nhu cầu sống ấy, thì nó vô cùng có thể là có người này thì cái nhu cầu của họ là gọi là về vật chất thì cao hơn, còn có những người có nhu cầu về tinh thần thì cao hơn chẳng hạn, ví dụ thế. Thì cái để mà xác định được cái nhu cầu sống tối thiểu là một cái mơ hồ, khó tính toán. Và chính vì vậy mà trong Bộ luật Lao động 2019 thì có thay đổi thành mức sống tối thiểu. Tức là mức sống tối thiểu ở đây người ta sẽ đánh giá trên cái về chi phí về lương thực này, chi phí về nhà ở này, về y tế này, vân vân. Thì cái đấy là hoàn toàn có thể tính được. Và họ có bổ sung thêm một số các cái ví dụ như là cái quan hệ cung cầu lao động này, rồi là cái vấn đề về việc làm, thất nghiệp hay năng suất lao động, vân vân. Thì cái đấy được gọi là bổ sung và đưa vào để tính cái mức lương tối thiểu vùng. Về Hội đồng Tiền lương Quốc gia đấy ạ, thì như tôi vừa nói là Hội đồng Tiền lương Quốc gia trước đây ấy, theo quy định là có 15 thành viên, thì có 5 thành viên là của bên chính phủ. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đấy, thay mặt chính phủ phụ trách về cái mảng về lao động. 5 thành viên đại diện cho bên công đoàn và 5 thành viên đại diện cho bên gọi là doanh nghiệp hay là giới chủ đấy. Thì
Hiện nay trong cái quy định mới thì người ta sẽ bổ sung thêm hai thành viên độc lập là các cái chuyên gia và về trong cái lĩnh vực lao động và tiền lương hoặc là kinh tế xã hội, thì tổng lên nâng cái tổng số của cái hội đồng tiền lương quốc gia lên là 17. Và về xây dựng thang lương bảng lương thì người ta sẽ bỏ các cái quy định mang tính nguyên tắc xây dựng thang lương bảng lương, hay là bỏ cái quy định về cái nghĩa vụ của cái người sử dụng trong việc gửi thang lương bảng lương đến cơ quan quản lý. Thì các anh chị có thể lưu ý, nếu như trong trường hợp mà doanh nghiệp có họ thì liên quan đến cái nghĩa vụ mà người sử dụng lao động trong cái việc gửi thang lương bảng lương thì đã bỏ, gửi thang lương bảng lương cho cái cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện ấy, thì đã bỏ cái quy định đó rồi. Còn đối với vấn đề trả lương thì ở đây thì có một cái quy định muốn nói là cái người sử dụng lao động không được can thiệp vào cái quyền mà tự quyết chi tiêu lương, hoặc không được ép người lao động chi tiêu lương vào cái việc mua hàng hóa hoặc là sử dụng cái dịch vụ của người lao động, à người sử dụng lao động, hoặc là của cái đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định. Thì cái này thì là bổ sung để mà khắc phục các cái bất cập trong thực tế thôi ạ. Thế còn về cái điều 95 về liên quan đến trả lương thì người ta có ghi rõ là cái loại tiền đồng, tiền mà sử dụng ghi trong, phải có ghi rõ trong đấy là phải ghi cái loại tiền mà dùng để sử dụng trả tiền lương cho thực hiện trả lương. Và khi mà trả lương thì phải kèm theo cái bảng kê trả lương cho người lao động để họ nắm được là cái các cái khoản thu nhập của họ là như thế nào. Thế còn có một cái nữa đấy là liên quan đến trả lương, đấy là người sử dụng lao động thì phải trả các khoản phí liên quan đến mở tài khoản hoặc là chuyển tiền lương trong trường hợp mà trả lương qua tài khoản. Thì cái đấy tức là ý muốn nói là cái người sử dụng lao động sẽ phải trả các cái phí liên quan, của người lao động thì sẽ không phải trả cái phí này. Thế và họ cũng nói là phải quy định rõ cái kỳ hạn trả lương, hay là cái quy định họ cũng có sửa đổi cái quy định về cái trả lương ngừng việc. Về tiếp đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thì thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi ở đây thì cũng có một vài cái điều chỉnh. Thứ nhất là liên quan đến thời giờ làm việc thì trước đây trong quá trình xây dựng, gọi là tham gia xây dựng bộ luật 2019 ấy, thì Tổng Liên đoàn có một cái đề xuất là giảm đến giờ làm việc chính thức, tức là đề xuất là khoảng dưới 48 giờ, tức là hiện nay thì người lao động vẫn tính ra là vẫn làm việc là 7 ngày một tuần. Thế và có đề xuất là giảm xuống dưới 48 giờ, tuy nhiên là trong cái điều kiện thực tế hiện nay thì Quốc hội vẫn để cái quy định là không được quá 8 giờ một ngày và không quá 48 giờ một tuần. Và trong đấy thì có một cái gọi là có một cái câu là khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Và cũng có đưa trong cái kỳ họp Quốc hội thì cũng có giao cho chính phủ căn cứ vào cái tình hình kinh tế xã hội để đề xuất giảm cái thời giờ làm việc chính thức xuống thấp hơn 48 giờ một tuần vào một cái thời gian thích hợp. Thế vậy thì một cái điều chỉnh liên quan đến thời giờ làm việc đấy chính là cái thời giờ làm việc tối đa mỗi tháng. Hiện nay không biết là anh chị nào có quan tâm không ạ? Thời giờ làm việc làm thêm giờ đấy ạ. Tối đa một tháng hiện nay là bao nhiêu giờ một tháng ạ? Các anh chị nào trả lời giúp không? 300 giờ một năm, 40 giờ một tháng. Đúng rồi, cảm ơn anh Sơn. Vậy là 40 giờ một tháng. Vậy thì nếu mà anh Sơn quan tâm thì tôi hỏi thêm một chút là vừa rồi thì anh có biết là có một cái đề nghị của khối doanh nghiệp ạ, gọi là đề nghị là có một cái đề nghị liên quan đến cái thời giờ làm thêm mà tối đa một tháng đấy ạ. Có một cái đề nghị gì nhỉ anh nhỉ? Đề nghị thì em chưa biết cô ạ. Tức là vừa rồi sau khi mà đại dịch Covid gọi là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh ấy, thì có một cái đề nghị là sẽ không để giới hạn trần về cái thời giờ làm thêm tối đa nữa, để cho các doanh nghiệp chủ động cũng như là người lao động được gọi là tham gia các cái hoạt động sản xuất kinh doanh mà không bị giới hạn về thời giờ làm thêm tối đa trong một tháng. Thế thì ban đầu ấy thì là có đề nghị là đến năm 2025, tức là cái thời hạn để kéo dài, để mà kéo dài, tức là sẽ không có cái giới hạn trần trong cái việc làm thêm giờ tối đa là đến 2025. Tuy nhiên là vừa rồi thì Tổng Liên đoàn cũng có ý kiến về việc này,
là cũng cần phải cân nhắc, bởi vì là cũng nếu như để cái thời giờ làm thêm mà kéo dài liên tục thì sẽ rất là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động. Đấy, vấn đề mà tôi vừa mới nói đấy chính là cái vấn đề mà hiện nay người ta xin là gọi là tạm thời bỏ cái thời gian làm thêm giờ tối đa trong tháng. Tức là bỏ 40 đi và thì tôi thấy trong báo lao động có đăng là xin kéo dài đến năm 2024. Đấy, chắc là đấy vẫn đang là đề xuất rồi ạ. Đây ạ, về cái thời giờ làm thêm đây thì đã nới rộng cái thời hạn trước đây là 30 giờ lên 40 giờ và cái thời hạn thì làm trong năm ấy thì vẫn là để 200 giờ, tuy nhiên là có một số trường hợp thì có thể lên đến 300 giờ. Về thời giờ nghỉ ngơi ấy, thì có tăng thêm một ngày nghỉ thì vừa rồi là các anh chị đã được hưởng rồi, là một ngày nghỉ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh, cái đấy là sẽ tùy vào từng năm, thì có thể là một ngày trước hoặc là ngày sau, tùy theo các năm thì theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Và ở đây họ có mở rộng cái trường hợp mà nghỉ việc riêng mà có hưởng lương đấy, ví dụ như là cha nuôi hoặc mẹ nuôi, kể cả cha nuôi hoặc mẹ nuôi của vợ hoặc là chồng mà chết thì họ cũng sẽ được nghỉ như là đối với lại cha mẹ đẻ. Thì cái này các anh chị lưu ý. Về cái tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở thì cái này thì có thể là cái mà có thể các anh chị không quan tâm lắm, tuy nhiên là cái đấy cũng là một vấn đề gọi là rất rất nhạy cảm hiện nay. Tôi sẽ trình bày các cái nội dung, ví dụ như là các cái loại tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, rồi quyền thành lập gia nhập này, rồi các hành vi nghiêm cấm hay là cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với cái tổ chức đại diện, hay là quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện chẳng hạn. Thứ nhất là các cái loại tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở thì hiện nay ấy, là các anh chị lưu ý là có hai, tức là tại cơ sở ấy thì một là của gọi là tổ chức công đoàn cơ sở, hai là tổ chức của người lao động tại cái doanh nghiệp, và cái tổ chức này không thuộc hệ thống công đoàn. Thế thì ở đây nếu vậy thì theo như các anh chị thì tại một doanh nghiệp cũng xảy ra những trường hợp nào, sẽ có bao nhiêu loại tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở? Ai trả lời không ạ? Không ai trả lời thì để tôi hỏi nhé. Tôi hỏi xem là bạn nào xem là có bao nhiêu trường hợp mà xảy ra nếu như theo quy định hiện nay là có tổ chức công đoàn cơ sở này, rồi tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp đấy ạ, thì sẽ có bao nhiêu trường hợp tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở ạ? Các anh chị quay ạ. Chúc các anh chị để ý một bài giảng chứ. Rồi ạ, trung tâm an toàn lao động, để xem trung tâm an toàn lao động là những ai. Trung tâm an toàn lao động hôm nay toàn vào viện thế. Trung tâm an toàn lao động có Tài ở đấy không ạ? Sĩ Tài ở đấy không em? Có ai ở trung tâm lao động, trung tâm an toàn lao động ở đấy không ạ? Để tôi... Vẻ như mọi người đang đi vắng. Thế thì quay thêm một lần nữa. Rồi ạ. Công ty xi măng Nghi Sơn thì chỉ có một người thôi đúng không ạ? Không biết là anh có tham dự ở đây không? Có cô ạ. Chị vâng, xin lỗi. Chị Thủy đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thủy vâng. Theo như những gì mà tôi vừa nói đấy ạ, thì chị thấy rằng nếu thế thì sẽ có những cái trường hợp nào ạ? Theo chị thì sẽ có những trường hợp nào xảy ra tại một doanh nghiệp? Thưa cô, là với doanh nghiệp của chúng em là xi măng Nghi Sơn thì chỉ có một tổ chức đại diện người lao động duy nhất tại doanh nghiệp, đó là tổ chức công đoàn cơ sở thôi ạ. Còn em vâng, em chỉ công ty em chỉ có một tổ chức đại diện duy nhất cho người lao động, đó là công đoàn cơ sở ạ. Vâng. Thế là
Đúng rồi, vâng, cảm ơn chị Thủy. Tức là hiện nay đối với các cái gọi là doanh nghiệp nói chung ấy, thì là chúng ta nếu có, thì sẽ có trường hợp như này. Như trường hợp của công ty chỗ chị Thủy ấy, thì là sẽ có tổ chức công đoàn cơ sở. Tuy nhiên là sẽ có doanh nghiệp sẽ không có tổ chức nào, đúng không ạ? Đúng không chị Thủy? Tức là sẽ có trường hợp... Vâng ạ. Đúng rồi. Nếu như họ không có công đoàn cơ sở, họ cũng chẳng có tổ chức của người này lao động tại doanh nghiệp. Tuy nhiên là nếu như trong cái quy định, nếu như quy định này ra đời thì sẽ có những trường hợp là sẽ cùng một lúc. Một là anh sẽ không có tổ chức nào cả. Hai là anh có một trong tổ chức, hoặc là tổ chức công đoàn cơ sở, hoặc là tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, hoặc trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba đấy là vừa cả có cả tổ hai ạ. Đúng rồi, chính xác. Tức là biết đâu sau này lại có một cái tổ chức nữa lại xuất hiện ở chỗ gọi là công ty của chị Thủy, đúng không? Thì đấy là... Nhưng mà em thì thưa cô là ở cái doanh nghiệp Nghi Sơn chúng em thì người Nhật Bản, các bạn Nhật người ta cũng rất là tôn trọng cái tổ chức đại diện của người lao động tại công đoàn cơ sở. Chính vì như thế cho nên là các cái quyền lợi của người lao động tại xi măng Nghi Sơn luôn luôn được đảm bảo, luôn luôn được công đoàn cơ sở đấu mối với người sử dụng lao động để đảm bảo các cái chế độ quyền lợi cho người lao động một cách rất là nghiêm túc. Và các bạn Nhật người ta cũng rất nghe cái tổ chức công đoàn. Vì thế cho nên chắc là ở em thì chỉ có một cái tổ chức công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động thôi ạ. Vâng ạ. Em tin chắc là như vậy ạ. Vâng ạ, thực ra là công đoàn cũng rất mong là các cái tổ chức công đoàn cơ sở đều tốt như là của chị Thủy, thì chắc chắn là tổ chức công đoàn sẽ vững mạnh hơn rất rất nhiều. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ xem là ở đây thì cái quyền thành lập gia nhập của cái tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ấy, thì ở đây sẽ có hai cái, ví dụ như tôi vừa trình bày. Thứ nhất là tổ chức công đoàn cơ sở ấy thì sẽ được thành lập và gia nhập theo luật công đoàn. Còn thứ hai là người lao động trong doanh nghiệp thì có quyền thành lập gia nhập và hoạt động của tổ chức người lao động theo cái quy định của Bộ Luật Lao Động và các cái văn bản hướng dẫn đi chi tiết ạ. Thì về các cái hành vi nghiêm cấm ấy, thì ở đây là các anh chị lưu ý là giữa tổ chức tức là công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ấy, thì đều gọi là được người sử dụng lao động đối xử công bằng trong vấn đề về quan hệ lao động. Thứ nhất là không được phân biệt đối xử đối với lại người lao động hay là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở vì cái lý do thành lập gia nhập hay là cái hoạt động của tổ chức đại diện người lao động. Cũng không được can thiệp thao túng quá trình thành lập, bầu cử, xây dựng cái kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Bởi vì đây là một trong những cái chúng ta đang, người ta gọi là nội luật hóa các cái tiêu chuẩn lao động quốc tế đấy ạ. Tiếp đến thì nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với cái tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở thì thứ nhất là anh không được can thiệp, không được cản trở này, gây khó khăn khi mà người lao động tiến hành các hoạt động hợp pháp để thành lập, gia nhập hay là tham gia các cái hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Rồi là công nhận và tôn trọng các quyền của cái tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi mà đã được thành lập hợp pháp là anh phải công nhận và tôn trọng họ, và phải thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cái này là cũng kế thừa cái quy định cũ là trong trường hợp mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển công tác hay là kỷ luật sa thải người lao động là thành viên của ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì anh phải có sự thỏa thuận. Tuy nhiên là nếu như trong trường hợp không thỏa thuận được thì họ vẫn có thể báo cáo lên Sở Lao động Thương binh Xã hội, và sau 30 ngày kể từ khi báo cáo lên Sở thì họ có quyền ra cái quyết định mà phải chịu trách nhiệm về cái quyết định đó. Thế mà họ sẽ phải gia hạn cái hợp đồng lao động đã giao kết hết cái nhiệm kỳ của người lao động là thành viên ban lãnh đạo. Tức là nếu cái này thì nếu các anh chị quan tâm thì biết là nếu như trong trường hợp ví dụ giả sử như hiện nay chị Thủy là một ủy viên của ban chấp hành công đoàn cơ sở của công ty Nghi Sơn chẳng hạn, tôi ví dụ thế, mà chị phải ký hợp đồng xác định thời hạn thì đến tháng 12 chị hết hạn chẳng hạn, thì tuy nhiên là cái nhiệm kỳ của chị là đến sang năm cơ, thì mới hết một cái nhiệm kỳ của ban chấp hành cơ sở, thì lúc đấy bên người sử dụng lao động phải gia hạn cho hết cái nhiệm kỳ đó thì mới tức là khi mà cái hợp đồng tuy rằng là đã hết hạn cái hợp đồng nhưng chưa hết nhiệm kỳ thì vẫn phải gia hạn cho đến hết nhiệm kỳ. Và các cái nhiệm vụ khác thì là theo quy định của pháp luật.
Thế và quyền và nghĩa vụ của cái tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì thứ nhất là cái quyền được thương lượng tập thể với người sử dụng lao động. Thứ hai là đối thoại tại nơi làm việc theo cái quy định và được tham khảo ý kiến về xây dựng giám sát việc thực hiện thang lương bảng lương rồi mức lao động rồi quy chế trả lương vân vân. Rồi đại diện cho người lao động trong quá trình giải quyết khiếu nại tranh chấp lao động khi mà được người lao động ủy quyền. Tiếp đến là quyền và nghĩa vụ của cái tổ chức của cái người tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở đấy, thì họ được tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định và được tiếp nhận cái hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan tổ chức mà đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Rồi là họ được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc, được cung cấp các thông tin và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cái hoạt động của mình và cũng như là các cái quyền và nghĩa vụ khác. Thế thì ở đây thì tôi có phân tích tương đối cái tổ chức của công đoàn đối với lại cái tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Thì ở đây các anh chị thấy là trong cái quy định của điều 117-111 ấy, thì dành một điều dành cho cái tổ chức của công đoàn cơ sở thuộc hệ thống công đoàn. Tức là ở đây phân tách rõ cái quy trình thành lập của công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Tức là công đoàn cơ sở thì theo luật công đoàn, còn tổ chức của người lao động thì theo quy định của Bộ luật lao động và các cái văn bản hướng dẫn. Về cái phạm vi thành lập ở đây ấy, thì về phạm vi hoạt động ấy, thì theo các anh chị là phạm vi hoạt động giữa hai tổ chức này thì có gì khác nhau nhỉ? Không biết là tôi chắc lại hỏi chị Thủy với chị Thủy cô bé. Chị Thủy có đấy không chị Thủy? Có cô ạ. Chị ơi, thế vậy thì theo chị thì cái phạm vi hoạt động ấy thì có gì khác nhau giữa tổ chức công đoàn với lại bên tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở tại doanh nghiệp không chị? Thưa cô, là theo em thì cái phạm vi hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở sẽ rộng hơn, bao trùm hơn cái tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp cô ạ. Vì theo như cái hoạt động của công đoàn cơ sở tại đơn vị em thì ngoài cái việc mà có thể làm những cái nhiệm vụ giống như cô vừa mới đưa lên màn hình, cái chức năng nhiệm vụ của cái tổ chức công đoàn cơ sở thì tổ chức công đoàn cơ sở của chúng em còn có thể can thiệp với các cái tổ chức chính trị xã hội khác để cùng nếu như có những cái vấn đề gì đó về người lao động thì sẽ cùng chung tay để giải quyết tốt nhất cái chế độ quyền lợi cho người lao động. Ví dụ như cái việc mà liên quan đến một tai nạn lao động chẳng hạn thì trong cái thành viên của cái hội đồng điều tra tai nạn không thể nào thiếu người đại diện của tổ chức công đoàn ạ. Để khi đó sẽ có tiếng nói của công đoàn trong cái việc mà với các cái cơ quan chức năng nhà nước vân vân ạ. Đó là trong cái doanh nghiệp của chúng em ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị Thủy. Về cái phạm vi hoạt động như chị Thủy nói ấy, tức là đang nói đến các cái nhiệm vụ hoạt động của tổ chức công đoàn và cái tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thì đúng là tổ chức công đoàn thì có một cái nhiệm vụ ngoài các cái nhiệm vụ liên quan đến cái bảo vệ quyền lợi thì là cái vấn đề liên quan đến là còn có các nhiệm vụ chính trị khác. Tuy nhiên ở đây thì tôi có bổ sung thêm một chút, tức là công đoàn cơ sở thì được thành lập ở cơ quan đơn vị tổ chức và doanh nghiệp, tức là ví dụ như không phải chỉ ở công ty mà có thể là ví dụ như là ở các viện này, các trường rồi các cái cơ quan nhà nước là đều có công đoàn cơ sở. Riêng đối với lại cái tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thì chỉ được thành lập ở doanh nghiệp thôi ạ. Nếu các anh chị nhớ ạ, tức là theo quy định thì hiện nay họ chỉ được thành lập ở doanh nghiệp và cũng không có ở cấp cao hơn. Còn công đoàn hiện nay thì có 4 cấp, thì ngoài cấp công đoàn cơ sở thì còn có cấp trên trực tiếp cơ sở, rồi liên đoàn lao động cấp tỉnh, công đoàn ngành trung ương, rồi đến cấp tổng liên đoàn. Thì các anh chị lưu ý giúp là ở đây sẽ chỉ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ chỉ được thành lập ở doanh nghiệp mà thôi. Thế còn tuổi nghỉ hưu cũng là một trong những cái gọi là cách đây khoảng một năm thì chắc là hot, nhưng giờ thì không còn hot lắm nữa, thì cũng nói qua một chút để các anh chị nắm được. Tức là cái điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu thì đối với nam thì mỗi năm sẽ tăng lên 3 tháng, đối với nữ thì là 4 tháng. Và cái kết thúc tuổi nghỉ hưu của nam từ năm tức là 62 tuổi là năm 2028 thì bắt đầu là tất cả những người sau những năm đấy đều, tức là đều theo cái quy định là 62 tuổi và đối với nữ là năm 2035. Thế thì
ở đây theo cái nghị định 135 ấy của chính phủ ấy liên quan đến cái tuổi nghỉ hưu thì ở đây nó là nguyên tắc thôi. Tôi ở đây thì tôi cũng bỏ à tôi cũng chiếu này lên để cho anh chị nắm được là đối với lao động nam thì ở đây thì chủ yếu là những người mà sinh năm 61 đến 66 thì còn quan tâm, chứ còn bắt đầu là từ tháng 5 năm một đây gọi tháng 4 năm 1966 trở đi các gọi là các anh đấy ạ thì sẽ không cần phải quan tâm đến sinh vào tháng nào nữa, năm nào nữa, bởi vì là chúng ta chắc chắn là sẽ nghỉ hưu vào tuổi 62. Đấy là tức những người sinh năm bắt đầu từ tháng 4 năm 1966, đấy là đối với lao động nam. Còn đối với lao động nữ thì từ tháng 5 năm 1975 trở đi, tức là đến năm 2035 thì là họ thì tất cả đều nghỉ hưu ở cái tuổi 60. Vậy là những chị nào mà từ tháng 5 năm 1975 thì thôi chúng ta cũng không cần phải quan tâm, bởi vì chúng ta sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60. Và ở đây thì cũng có những cái quy định tuổi thấp hơn hoặc cao hơn. Ở tuổi thấp hơn thì cũng theo những cái quy định trước đây, đối với lại những cái trường hợp mà bị suy giảm cái khả năng lao động hay là làm những cái công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc là ở những cái vùng mà có cái điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn mà hệ số 0,7 đấy ạ, thì họ sẽ trong cho họ sẽ có cái điều kiện được nghỉ thấp hơn tối đa là không quá 5 năm. Còn đối với trường hợp mà nghỉ hưu cao hơn thì đối với những cái người mà có cái gọi là trình độ chuyên môn cao hay là một số các cái vị trí chức danh ấy, bổ nhiệm chức vụ chức danh đấy ạ, thì họ cũng được quy định là được nghỉ ở cái tuổi cao hơn. Tiếp theo về cái đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể hay là thỏa ước lao động tập thể thì đây là một trong những cái vấn đề mà các anh chị cũng không quan tâm lắm, thì tôi nghĩ là cũng phù hợp thôi ạ, bởi vì là cái này thì thường là sẽ liên quan nhiều đến các cái cán bộ công đoàn hơn là các anh chị, khi mà các anh chị là giảng viên hay giảng về an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên là tôi cũng nói qua một chút để các anh chị nắm được cái ý chính thôi. Về cái đối thoại tại nơi làm việc ấy, thì ở đây ấy là mục đích của nó là để chia sẻ thông tin này, rồi là tham khảo, thảo luận hay trao đổi ý kiến giữa hai bên, rồi tăng cường sự hợp tác, hiểu biết, vân vân. Thì đấy là cái việc mà cái đấy được quy định trong điều 63-64. Thế còn đối thoại lại với làm việc ở đây ấy, thì có một số cái quy định, đấy là họ sẽ có cái quy định bắt buộc là những trường hợp nào thì phải đối thoại. Ở đây các anh chị lưu ý này, thứ nhất là trong trường hợp mà người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, đấy, với người lao động mà do người lao động thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, thì khi anh đơn phương, đấy là một trong những cái trường hợp mà người sử dụng lao động được phép đơn phương chấm dứt, tuy nhiên là anh phải gọi là có cái sự đối thoại. Rồi là khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu này, công nghệ vì lý do kinh tế dẫn đến việc mà người lao động phải thôi việc, hay là khi mà xây dựng cái phương án sử dụng lao động, rồi là khi xây dựng thang lương bảng lương, rồi quy chế tiền thưởng, nội quy lao động hay là tạm đình chỉ công việc của người lao động, thì đấy là những nội dung bắt buộc anh phải đối thoại. Còn những nội dung tự chọn thì ví dụ như là tình hình sản xuất kinh doanh này, rồi là việc thực hiện hợp đồng lao động, điều kiện lao động này, yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động, rồi là yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động này, một số nội dung khác, cái này thì chúng ta gọi là cũng nắm được để biết thôi. Thế còn cái thương lượng tập thể ấy, thì ở đây ấy, thì thương lượng tập thể trước đây ấy, là gọi là theo cái quy định là để đàm phán thỏa thuận giữa một bên hoặc là một hoặc nhiều tổ chức đại diện của người lao động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng lao động hoặc tổ chức của người sử dụng lao động, để nhằm làm gì? Để nhằm xác lập cái điều kiện lao động, rồi quy định về mối quan hệ giữa các bên để xây dựng cái mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Đây có một chút thay đổi so với quy định cũ. Quy định cũ thì chúng ta ghi là quan hệ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Còn đây thì chúng ta đưa cái từ tiến bộ lên trước, tiến bộ, hài hòa và ổn định. Đấy, thì cái này cũng nội dung của cái thương lượng tập thể thì cũng không phải là cái vấn đề mà gọi là các anh chị có thể quan tâm lắm. Tuy nhiên là ở đây sẽ có một vài cái bổ sung gọi là quy định mới đấy ạ. Về ví dụ như là điều kiện hay phương tiện hoạt động của cái tổ chức đại diện người lao động này, rồi cái cơ chế phương thức giải quyết tranh chấp lao động này là chúng ta phải đưa vào cái nội dung thương lượng, rồi là đảm bảo bình đẳng giới này, rồi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đấy là những cái nội dung gọi là mới so với lại cái quy định cũ. Thì ở đây thì các anh chị có thể thấy là cái thương lượng tập thể ấy, thì có các quy định về thương lượng tập thể ngành, rồi là thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp. Thì ở đây các cái
lễ ký kết, đấy là một trong những hoạt động hiện nay công đoàn đang thực hiện. Còn cái thỏa ước lao động tập thể ấy, thì thỏa ước lao động tập thể là một cái thỏa thuận đạt được thông qua cái thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản, ví dụ như là bao gồm các cái thương lượng như sau: thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp này, rồi ngành này, rồi với nhiều doanh nghiệp, hoặc là một cái thỏa ước lao động tập thể khác. Thế thì ở đây ấy, người ta dùng là nội dung của thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định. Không, em bây giờ không biết lái. Ngồi sau buồn nói em thấy quay xe lắm. Chị ơi, chị Hằng tắt mic đi nha. Về kỷ luật lao động. Kỷ luật lao động thì ở đây sẽ có hai cái nội dung là nội dung về nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động. Thì đối với cái nội quy lao động ấy, thì cái phạm vi bắt buộc để ban hành cái nội quy lao động đấy là tất cả người sử dụng lao động theo các cái đơn vị sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thì đều phải ban hành cái nội quy lao động, và các cái đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên theo hợp đồng lao động thì phải ban hành cái nội quy lao động bằng văn bản. Đấy là cái điểm mà gọi là yêu cầu đấy ạ. Thế và cái nội dung của nội quy lao động trước đây ấy, thì không có ba cái nội dung này, tuy nhiên là bây giờ thì có đưa vào ba cái màu xanh đấy, các anh chị để ý, tức là liên quan đến phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trình tự thủ tục để xử lý cái hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Thì đây là cái yêu cầu bắt buộc và phải đưa vào trong cái nội dung của cái nội quy lao động. Và cái thứ hai là cái trường hợp mà tạm chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động đấy, thì đấy là một trong những cái mà yêu cầu cần phải đưa vào cái nội quy lao động. Bởi vì sẽ có những cái trường hợp như các anh chị biết là nếu như trong trường hợp đặc biệt là trong quá trình hoạt động ấy, thì cán bộ công đoàn sẽ có những cái gọi là khi mà gọi là hành vi phân biệt đối xử ấy, nếu trong trường hợp mà người sử dụng lao động họ vì một lý do nào đấy họ chuyển này, rồi họ đưa cái cán bộ công đoàn đấy đi làm một cái công việc khác, và trong những trường hợp mà người ta thấy rằng là những cái công việc đấy không phù hợp với họ, và nhiều khi là chính cán bộ công đoàn tự buộc phải thôi, tức là tự cảm thấy không làm được và tự viết đơn xin thôi việc, thì có những cái trường hợp như thế thì phải đưa vào cái quy định một cách rõ ràng là trong trường hợp nào thì anh tạm thời anh chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Thì cái đấy là một trong những cái mà để gọi là tránh cái phân biệt đối xử. Tiếp là phải có cái người có thẩm quyền xử lý, tức là phải ghi rõ là người nào có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ở đây. Thì ở liên quan đến xử lý kỷ luật lao động ấy, thì hiện nay thì trong cái quy định mới có nới rộng cái cơ sở pháp lý cho cái việc xử lý kỷ luật lao động của người sử dụng lao động. Tức là trước đây ấy, thì trong quy định cũ ấy, thì là chỉ được xử lý vi phạm nếu như anh ta gọi là nếu như người lao động mà vi phạm kỷ luật lao động trong cái nội quy lao động thôi ạ. Tức là nếu trong trường hợp mà anh không quy định trong nội quy lao động thì anh cũng không được phép xử lý họ. Thì cái đấy thì trong nhiều trường hợp là người sử dụng lao động không thể bao quát được hết tất cả các cái hành vi vi phạm pháp luật, nên là vô hình chung là có những trường hợp muốn xử lý mà không xử lý được. Thì chính vì vậy mà trong Bộ luật Lao động có quy định là khi mà các cái hành vi vi phạm kỷ luật lao động ấy, thứ nhất là trong cái nội quy lao động, thứ hai là trong hợp đồng lao động, và cái thứ ba là các cái văn bản quy phạm pháp luật về lao động. Tức là nếu tôi có không quy định trong cái nội quy lao động mà anh vi phạm những cái điều mà các cái văn bản quy phạm pháp luật khác về lao động quy định thì tôi vẫn được quyền xử lý. Đấy là đối với lại cái xử lý kỷ luật lao động. Và các cái hình thức kỷ luật lao động thì ở đây có bốn cái hình thức, như là khiển trách này, kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng, rồi cách chức hay sa thải. Thì đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới thì ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là cái thúc đẩy đảm bảo bình đẳng giới, và cái thứ hai là trao quyền cho lao động nữ. Thì ở đây thì không biết là có anh nào quan tâm đến cái thời gian nghỉ việc mà hưởng cái chế độ thai sản của đối với lại lao động nam mà có vợ sinh con không ạ? Tức là hiện nay cái quy định đấy thì có được đưa thêm vào Bộ luật Lao động. Trước đây thì trong Luật Bảo hiểm xã hội thì họ cũng có quy định rồi. Tuy nhiên là lần này thì họ đưa thêm vào để gọi là đưa vào Bộ luật để gọi là tăng cái
bình đẳng giới giữa nam và nữ đấy ạ. Thì không biết là có anh chị nào biết cái quy định về cái thời gian nghỉ việc hưởng lương, cái chế độ thai sản mà khi mà lao động nam mà đóng bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con không? Anh nào cũng không có anh nam nào quan tâm xem là nếu như trong trường hợp mà vợ sinh con thì sẽ được thì sẽ được nghỉ bao lâu? Tôi nghĩ là cái đấy là một trong những quyền lợi sát sườn mà. À, dạ thưa cô, có phải là 3 ngày đối với người nam giới có vợ sinh thường và 7 ngày đối với có vợ sinh mổ không ạ cô? Đúng rồi đấy chị ạ, chị Thủy đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị. Tức là và trong trường hợp nếu sinh đôi thì thế nào chị Thủy nhỉ? Nếu sinh đôi thì được áp dụng giống như người sinh mổ có đúng không cô? Nếu mà sinh đôi thì họ được nghỉ 10 ngày gì ạ? À đúng rồi ạ, em nhầm. Và nếu sinh ba nữa thì sao chị? Nếu sinh ba thì sao? Dạ thưa cô, trong em chưa có trường hợp thế cho nên có sinh ba nhưng mà lại diễn ra trước khi mà có cái việc bổ sung vào luật lao động, cho nên là khi đó em chưa sang cái công tác này, em chưa nắm được cô ạ. Thì được tính, tức là từ bé thứ 3 trở lên là được tính 3 ngày trên một con. Tức là nếu trong trường sinh bú thì sẽ được cộng thêm 3 ngày nữa. Tức là cứ 3 ngày một con, 3 ngày một con. Thì cái này thì cũng gọi là hỏi để cho các anh chị đỡ buồn ngủ thôi ạ. Chứ còn cơ bản thì chắc là khi mà gọi là việc xảy ra thì các anh chị cũng sẽ quan tâm đến các cái quyền lợi của mình. Thế thì ở đây liên quan đến cái thúc đẩy cái bình đẳng giới ấy, thì như tôi vừa nói là có bổ sung cái nội dung để đảm bảo quyền và quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của lao động nam và lao động nữ trong cái công việc cũng như trong gia đình, chính là cái vừa rồi đấy, cái quy định về việc mà cái hưởng cái chế độ thai sản khi mà người lao động nam đóng bảo hiểm xã hội mà vợ sinh con, thậm chí là trong trường hợp mà nhận nuôi con nhỏ dưới 6 tháng đấy, họ cũng sẽ được nghỉ và được hưởng cái chế độ như là đối với lại cái trường hợp mà sinh con. Thế thì quy định ở đây cũng có quy định trách nhiệm người sử dụng lao động trong cái việc mà giúp đỡ hỗ trợ rồi xây dựng nhà trẻ rồi lớp mẫu giáo rồi vân vân. Thế còn có một cái điểm nữa để các anh chị lưu ý, tức là đảm bảo cái quyền việc làm hay là quyền lao động của người lao động nữ mà thay vì hạn chế trước đây ấy, là người ta cấm luôn. Tức là ví dụ như là có phụ nữ, lao động nữ mà có bầu từ 7 tháng trở lên này, rồi là đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng này, là người ta không cho đi công tác xa này, rồi không cho công tác ban đêm này, vân vân, ví dụ thế. Rồi là trong độ tuổi sinh sản thì không được làm một số các cái công việc mà ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Thế thì ở đây người ta đặt ra vấn đề đấy là quyền bình đẳng. Tức là nếu như trong trường hợp mà tôi đủ sức khỏe, đấy là đối với lao động nữ đấy, tôi đủ sức khỏe và tôi thấy rằng tôi hoàn toàn có thể làm được việc đó, thì sẽ đặt cái sự lựa chọn về phía người lao động nữ, tức là trao quyền cho họ. Họ có quyền quyết định rằng mình có đi làm thêm vào ban đêm hay không, mình có làm thêm giờ hay không, và có đi công tác xa hay không trong trường hợp mà đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Đấy, thì cái đấy là trước đây là cấm luôn. Bây giờ thì trao cái quyền đấy cho họ và họ có điều kiện để, tức là nếu như trong trường hợp cảm thấy phù hợp thì họ vẫn có thể nhận làm cái công việc đó. Thế và ở đây thì tôi cũng nói qua một chút thôi về cái an toàn vệ sinh lao động đấy ạ. Tức là ở đây thì trong cái chương 9 ấy, thì khi mà bộ luật khi mà luật an toàn vệ sinh lao động ra đời thì hiện nay trong bộ luật lao động chỉ còn 3 điều thôi liên quan đến cái việc gọi là quy định một cách nguyên tắc thôi. Thứ nhất là việc tuân thủ pháp luật này, rồi cái chương trình về an toàn vệ sinh lao động, hay là cái đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Đó, thì như vậy là liên quan đến vấn đề về bộ luật lao động hay những cái điều gọi là sửa về bộ luật lao động 2019, thì tôi cũng đã kết thúc cái phần trình bày của mình liên quan đến những cái điểm gọi là cơ bản nhất. Bây giờ thì chúng ta có nghỉ giải lao 5 phút không ạ? Anh chị có cần nghỉ 5 phút không? Có cô ạ. Cho chúng em giải lao tí ạ. Thế thì có lẽ là chúng ta nghỉ 5 phút nhá. Sau đấy thì các anh chị đi uống nước rồi làm gì đó. Sau đấy 5 phút thì chúng ta sẽ quay lại. Cảm ơn các anh chị. Recording stopped.
Các anh chị ơi, chúng ta quay trở lại lớp học. Recording in progress. Theo như tôi đã nói ban đầu thì tôi sẽ trình bày tiếp phần hệ thống chính sách về an toàn vệ sinh lao động, cũng như là những cái này thì nó rất là cơ bản thôi, để các anh chị có thể nắm được một cách gọi là một cái hình dung ra được xem là nó gọi là hình thù như thế nào. Và cũng tôi cũng sẽ có đưa thêm một số các cái quy định mới liên quan thì để cho các anh chị nắm được. Đợi thêm chút. À sorry, không phải cái này. Cái này cơ. Đây ạ. À, về hệ thống chính sách, về pháp luật, về an toàn vệ sinh lao động thì thực ra theo đúng chương trình ấy, thì cái mảng này sẽ đầu tiên sẽ phải đưa, gọi là đầu tiên để cho các anh chị nắm được, hình dung được về các cái hệ thống chính sách pháp luật. Thì tôi biết rằng là hiện nay ở lớp mình ấy, thì sẽ có những cái trường hợp gọi là các anh chị giảng viên kỳ cựu, nhưng ngược lại thì cũng sẽ có những anh chị lần đầu tiên tham dự lớp học này. Thế thành ra là có thể là nhu cầu của chúng ta cũng sẽ không giống nhau. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng trình bày gọi ở cái mức độ vừa phải nhất. Có thể là sẽ không đáp ứng được toàn bộ tất cả các cái gọi là mong muốn, hoặc là cái gọi là yêu cầu từ phía tất cả các anh chị học viên. Tuy nhiên là tôi cũng mong là mình cũng có thể gọi là đáp ứng được ở cái mức gọi là cơ bản nhất. Về nội dung trình bày thì thứ nhất là khái quát về cái công tác an toàn vệ sinh lao động, thì thứ hai nữa là cái hệ thống văn bản về an toàn vệ sinh lao động, và cuối cùng là một số các quy định mới, tức là liên quan đến một số các nghị định mới đấy, liên quan trực tiếp. Thế thì vì sao mà tôi vẫn muốn để cái phần khái quát công tác an toàn vệ sinh lao động ở đây? Bởi vì là trong quá trình đi giảng thì tôi nghĩ rằng trước khi mà các anh chị giảng cho các học viên rồi cho người lao động thì chúng ta cũng cần phải có một cái gọi là một cái hình dung, cũng như là cần phải biết là cái ý nghĩa của cái công tác đấy, cũng như cái quan điểm rồi là của chính sách của Đảng, nhà nước, rồi hay là cái thực trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, để cho người lao động có thể có một cái hình dung nhất định nào đấy đối với lại cái công tác này. Thế thì ý nghĩa thì như các anh chị cũng biết rồi, tức là chúng có gọi là ba cái lợi ích chính. Thứ nhất là về sức khỏe, rồi tính mạng của người lao động, đảm bảo cái điều đó. Và cái thứ hai nữa là cái lợi nhuận, sự phát triển của doanh nghiệp, và cuối cùng chính là cái lợi ích của xã hội, lợi ích quốc gia. Và ở đây thì cái tính mạng, đảm bảo cái tính mạng và sức khỏe cho người lao động thì có hai vấn đề là an toàn lao động và vấn đề là vệ sinh lao động, đúng không ạ? Thì ở đây thì mục tiêu của chúng ta là để không xảy ra thương tật hay tử vong, hoặc là cũng không để xảy ra bệnh tật hay là làm suy yếu sức khỏe của người lao động, để đảm bảo cho họ có được một cái sức khỏe tốt, cũng như là đảm bảo cái tính mạng cho người lao động. Thì đấy là ý nghĩa đối với lại người lao động. Thế còn đối với lại cái lợi nhuận cũng như là phát triển của doanh nghiệp ấy, thì các anh chị cũng biết rồi, đấy là đối với lại những cái gọi là cái doanh nghiệp mà họ khi mà họ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động thì họ cũng sẽ ngày càng phát triển và cũng sẽ có được gọi là tăng năng suất lao động, rồi các cái được khi được quan tâm tốt hơn thì người lao động cũng sẽ đóng góp được nhiều hơn cho doanh nghiệp. Và cái lợi ích xã hội thì ở đây thì các anh chị nhìn thấy là có người gọi là 17 các cái tiêu gọi là các cái gọi là gì nhỉ, mục tiêu phát triển bền vững đấy. Thì ở đây cái vấn đề liên quan đến việc làm này, rồi là cái đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đưa vào cái mục tiêu thứ 8. Và để mà khi mà chúng ta đảm bảo được cái vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, rồi là đảm bảo tính an toàn cho người lao động, thì cũng chính là chúng ta đảm bảo về cái an sinh xã hội nói chung. Thế về quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động thì ở đây được thể hiện trong các cái văn kiện cũng như là báo cáo chính trị của Đảng này, rồi hiến pháp hay là các cái chiến lược phát triển kinh tế vân vân. Thì vừa qua thì cũng có khẳng định cái việc mà xây dựng để rồi an toàn xã hội, rồi bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân này, thì trong đấy là có người lao động. Hay như là trong cái quyết định số 681 của Thủ tướng Chính phủ ấy, về cái việc mà thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 ấy, thì cái mục tiêu mà 8.4 chính là bảo đảm cái quyền lao động, đảm bảo cái môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Thế và cũng có đưa ra các cái
tiêu chí, ví dụ như giảm tần suất lao động hàng năm là 5% chẳng hạn, hoặc là giảm cái tần suất tai nạn lao động chết người hàng năm là 4,5%, hay là giảm cái tần suất về tai nạn lao động thương tật nặng hàng năm thì cũng là 4,5%. Thì ở đây trong cái bài phát biểu về tương lai việc làm của Thủ tướng, thời điểm đó là Thủ tướng Chính phủ là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, thì cũng nhấn mạnh về cái việc mà tôn trọng cái quyền cơ bản của người lao động, hay là việc đảm bảo cái an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thì, và đối với lại cái thực trạng về tai nạn lao động nói chung ấy, thì ở đây thì theo cái thống kê của cái Tổ chức Lao động Quốc tế vào năm 2019 ấy, thì hàng năm chúng ta sẽ có khoảng 2, tức là cả thế giới là có khoảng 2,78 triệu vụ chết người, và có khoảng 374 triệu thương tích và bệnh tật mà không gây ra tử vong, tức là những cái người mà bị bệnh và bị tai nạn. Thì và mỗi ngày thì có 7.700 người chết vì các bệnh liên quan đến công việc hoặc thương tích. Đấy, các anh chị có thể thấy cái số rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Và cái tình hình tai nạn lao động năm 2020 thì của Việt Nam thì ở đây thì tôi cũng chỉ điểm qua thôi. Các anh chị có thể nhìn thấy đối với lại các cái vụ tai nạn lao động, rồi là các cái vụ tai nạn lao động chết người. Và trong đấy ấy, thì cái lĩnh vực khai thác mỏ hay là khai thác khoáng sản thì chiếm một cái tỷ lệ rất là khá là cao. Lĩnh vực xây dựng thì đều là hai cái lĩnh vực mà cái tỷ lệ tai nạn lao động là chiếm gần như là cao nhất. Và các cái yếu tố mà chấn thương chủ yếu là gây nên chết người nhiều nhất ấy, thì các anh chị có thể thấy trong năm 2020 ấy, thì vẫn là cái vấn đề như là ngã cao này. Các anh chị thấy năm 2019, năm 2020 về cơ bản ấy, thì là cái tỷ lệ và đến năm 2000, giữa so sánh giữa năm 2019 với năm 2020 thì tỷ lệ còn đang có cái gọi là xu hướng tăng. Đây là vấn đề ngã cao đấy ạ. Thế và về điện giật thì cũng tăng này. Thế rồi vật đổ, vật rơi rồi đổ sập chẳng hạn thì cũng đang có xu hướng tăng. Thì chỉ có mỗi cái liên quan đến văng bắn cán kẹp thì có vẻ như là có cái xu hướng giảm. Chắc là cái này là liên quan đến quá trình sản xuất. Thì đấy là một số các cái, rồi tình hình khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp thì cái này chắc là các anh chị cũng nắm được rồi. Liên quan tiếp đến phần thứ hai là liên quan đến cái hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thì tôi đi thẳng vào cái kết cấu, thì thứ nhất là cái này thì nếu như các chị giảng viên thì cũng đều nắm được, đấy là gồm 7 chương và 93 điều. Thì ở đây nó sẽ cái cấu trúc cũng sẽ kết cấu như thế này. Thứ nhất là cái chương 1 này, rồi chương 2 về biện pháp phòng chống các cái yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động này. Cái chương 3 là các cái biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây ra mất an toàn lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Rồi chương 4 là đảm bảo an toàn lao động đối với lại một số lao động đặc thù. Chương 5 là đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại đối với cơ sở sản xuất. Chương 6 là về quản lý nhà nước. Và chương cuối cùng đấy chính là các cái điều khoản thi hành. Thì ở đây về cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì anh chị hình dung là cái này thì chắc là các anh chị cũng đã biết rồi. Thứ nhất là hiến pháp, về như tôi vừa nói bộ luật lao động và bộ luật gốc chi phối tới các cái lĩnh vực, trong đấy có an toàn vệ sinh lao động, rồi đến luật an toàn vệ sinh lao động, rồi các cái nghị định, rồi quyết định của chính phủ, rồi các thông tư hướng dẫn, rồi quy chuẩn kỹ thuật. Thì vừa rồi thì chúng ta đã, sau khi mà luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 ấy, là được phê chuẩn và có đi vào và có hiệu lực đấy, thì cũng có 8 cái nghị định và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cái này, và có khoảng 50 cái thông tư cũng như là các cái quy chuẩn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rồi hoặc là 100 các cái quy chuẩn của các cái bộ khác. Thì cái này thì nếu tôi không nhầm thì sáng anh Tuấn cũng đã trình bày khá là kỹ rồi. Thì ở đây đây là cái mô hình để các anh chị hình dung một chút. Thứ nhất là về Quốc hội thì ban hành luật. Thứ hai là đến chính phủ. Chính phủ thì liên quan đến các cái nghị định, rồi các cái quyết định vân vân. Về về bộ, về rồi nghị quyết chẳng hạn. Về giữa các bộ ấy, ví dụ như là Bộ Lao động Thương binh Xã hội này, rồi Bộ Y tế này, Bộ Công thương này, rồi Bộ Xây dựng thì sẽ ban hành các thông tư. Ví dụ như Bộ Lao động thì liên quan đến quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, còn Bộ Y tế là quy chuẩn tiêu chuẩn vệ sinh lao động này, rồi Bộ Công thương này, rồi đến hóa chất, rồi điện, rồi Bộ Xây dựng là an toàn xây dựng, rồi cuối cùng là đến và tất cả các cái này nó điều chỉnh xuống doanh nghiệp, và doanh nghiệp thì tuân thủ quản lý rồi khai báo rồi cải thiện cái điều kiện lao động cho người lao động. Thì ở đây luật an toàn vệ sinh lao động
thì cái nghị định số, tức là các cái nghị định ấy, thì cái nghị định số 37 thì đã được thay rồi, thế còn cái nghị định số 88 thì tôi sẽ trình bày. Thế còn cái nghị định số 39 là liên quan đến kiểm soát các cái yếu tố nguy hiểm có hại, được khai báo, điều tra vân vân, thì cái này chắc là các anh chị cũng đã nắm rõ rồi. Đến các cái nghị định 44 về các cái kiểm định kỹ thuật rồi huấn luyện quan trắc môi trường lao động thì cũng đã được tức là liên được thay bằng cái nghị định 140, rồi nghị định 58 về cái mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, rồi nghị định 88 là hai cái mới nhất, thì mẹ lát nữa tôi sẽ trình bày chi tiết hơn. Rồi các cái thông tư nói chung là rất nhiều, thì ở đây thì trong cái quá trình làm và thực hiện thì đến từng mảng, từng lĩnh vực nào thì chắc là các anh chị cũng sẽ tìm hiểu. Ở đây thì khi mà nói đến cái quy định của luật pháp, chúng ta không thể không nói đến quyền và trách nhiệm của các bên. Thì ở đây tôi chỉ muốn đưa lại để cho anh chị, gọi là nếu mà các anh chị nào chưa biết thì sẽ nắm được hơn, còn lại những anh chị mà đã biết rồi thì chúng ta nhắc lại, gọi là để nhắc lại một chút cho các anh chị nắm được. Thì đối với lại cái quyền và nghĩa vụ của người lao động theo hợp đồng lao động ấy, thì người lao động là có 6 quyền và 3 nghĩa vụ. Thì ở đây quyền đầu tiên của họ là gì? Thứ nhất ấy, là họ phải được đảm bảo cái điều kiện làm việc công bằng, an toàn vệ sinh lao động, trong cái điều kiện làm việc là đảm bảo về an toàn nhất có thể. Và cái thứ hai đó là được cung cấp đầy đủ các cái thông tin về các cái yếu tố nguy hiểm có hại, là biện pháp mà đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, được đào tạo huấn luyện này. Như là chính vì cái quy định của huấn luyện đấy nên là chúng ta, các giảng viên chúng ta cũng sẽ đi tập huấn cho họ, đúng không? Cái thứ ba liên quan đến là được hưởng cái chế độ về bảo hiểm, gọi là bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, rồi là tai nạn liên quan đến việc đóng cái quỹ mà bảo hiểm tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp đấy. Thì cái này là người sử dụng lao động sẽ phải đóng cho họ. Cái thứ tư, quyền lợi thứ tư liên quan đến cái việc mà yêu cầu người sử dụng lao động phải bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định mà do bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ấy, thì đây là một trong những cái quyền, cũng như là sau này nó sẽ có một cái sự hỗ trợ đối với người lao động nếu như trong trường hợp mà họ được bố trí làm cái công việc, giả sử như là khi mà họ không bị tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp mà không đáp ứng được về mặt sức khỏe đối với công việc cũ, thì họ được chuyển công việc mới. Trong trường hợp mà có yêu cầu về đào tạo thì họ cũng sẽ được hỗ trợ. Thì cái này là cái chính sách hỗ trợ về chuyển đổi nghề nghiệp, thì cũng được quy định trong cái nghị định 88. Bây giờ các anh chị có thể nhìn thấy một số cái hình ảnh. Và một cái quyền rất là quan trọng nữa, đấy chính là từ chối nên làm việc. Nếu như trong trường hợp mà thấy đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, thì và đương nhiên họ sẽ phải báo cho cái người quản lý trực tiếp, và họ chỉ có quay lại làm việc khi mà cái nơi đó được đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động. Và một cái điểm nữa đấy là họ được trả lương trong khi mà họ không làm cái công việc đấy. Khi mà họ thấy đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và họ đã thực hiện, như là họ đã báo với lại người quản lý trực tiếp rồi, thì họ sẽ được quyền người sử dụng lao động vẫn phải trả lương và phải đảm bảo cho, phải xử lý cái việc đó, rồi họ thì sau đấy thì họ mới quay lại làm việc. Tiếp đến đấy là cái quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo pháp luật, thì cái này là không phải chỉ có người lao động, cái này là cái quyền của gọi là các công dân rồi. Trong trường hợp mà thấy có vi phạm đối với lại cái quyền lợi của mình thì hoàn toàn có thể khiếu nại và tố cáo. Về nghĩa vụ của người lao động ấy thì có 3 nghĩa vụ. Thứ nhất là cái việc chấp hành các cái quy định ở nội quy, rồi các biện pháp an toàn, rồi tuân thủ các liên quan đến hợp đồng lao động hay là cái thỏa ước lao động, thì cái này thì cũng rõ rồi. Thứ hai nữa là việc mà họ phải khi mà sử dụng các cái và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, cái thiết bị đảm bảo an toàn, thì đấy là cái nghĩa vụ của họ khi mà được trang cấp cái phương tiện bảo vệ cá nhân, và phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi mà cái nguy cơ xảy ra sự cố gây mất an toàn, và họ phải tham gia vào cái việc cấp cứu và khắc phục cái sự cố gây mất an toàn đó. Ở đây thì cái quyền và nghĩa vụ của cái người lao động mà không theo hợp đồng lao động ấy, thì tôi cũng chỉ điểm qua thôi, bởi vì trong cái quá trình mà các anh chị đi giảng thì tôi nghĩ rằng chủ yếu là những người lao động có hợp đồng lao động là chính.
về quyền của cái người mà không theo cái mà không có hợp đồng lao động ấy, thì họ ít hơn so với lại người mà có hợp đồng lao động. Đấy là chỉ có 4 quyền như sau. Thứ nhất là được làm việc trong cái điều kiện an toàn vệ sinh lao động, rồi là được nhà nước và xã hội tạo điều kiện làm việc an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, rồi tiếp cận các thông tin tuyên truyền giáo dục về an toàn vệ sinh lao động, rồi tham gia hưởng cái tai nạn lao động theo cái hình thức tự nguyện, và cái cuối cùng là cũng được khiếu nại tố cáo và khởi kiện theo quy định của pháp luật. Về nghĩa vụ ấy, thì ở đây họ cũng có nghĩa vụ là phải chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động, và thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn vệ sinh lao động. Thế thì đó là quyền và nghĩa vụ của người lao động. Vậy thì quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động được quy định như thế nào? Thì ở đây là quy định trong điều 7 thì chắc anh chị cũng nắm được rồi. Các anh chị có thấy không ạ? Tức là đối với quyền và nghĩa vụ của người lao động thì cái quyền của người lao động thì nhiều hơn, và ngược lại thì nghĩa vụ của người sử dụng lao động sẽ nhiều, thì về an toàn vệ sinh lao động sẽ nhiều hơn. Về quyền của người sử dụng lao động thì thứ nhất là yêu cầu cái người lao động ấy, họ phải chấp hành các cái nội quy, quy trình và cái biện pháp đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thứ hai là khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động nếu họ vi phạm trong cái việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động, rồi khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo pháp luật, hoặc là họ có quyền huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp và khắc phục cái sự cố tai nạn lao động. Thế còn nghĩa vụ của họ thì sao ạ? Thứ nhất là cái nghĩa vụ phải xây dựng này, thực hiện và phối hợp với các cơ quan tổ chức trong cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, và họ phải đóng cái bảo hiểm tai nạn lao động vào cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thì tổ chức huấn luyện này, hướng dẫn này, quy định nội quy vân vân, với trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, rồi không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi mà có nguy cơ. Tức là vừa rồi thì có vẻ là quyền của người lao động là họ sẽ không làm việc khi mà họ thấy rằng cái công việc đấy nó đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của họ. Thì ngược lại thì cái nghĩa vụ của người lao động ở đây là cũng không được phép buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó khi mà có nguy cơ, tức là cái công việc đấy mà có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động mà đe dọa nghiêm trọng đến cái tính mạng hay sức khỏe của người lao động, và phải cử người giám sát để kiểm tra cái việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động, rồi bố trí người làm bộ phận hoặc người làm công tác an toàn vệ sinh lao động và khai báo, rồi thống kê điều tra. Đấy là các cái nghĩa vụ của họ. Rồi là lấy ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở khi mà lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, rồi nội quy quy trình vân vân. Về huấn luyện thì đây là một trong những cái gọi là quy định liên quan sát sườn với chúng ta. Đấy là tại trong cái điều 14. Thì ở đây thì trước đấy thì như tôi đã nói, cái nghị định 44 quy định về các cái kiểm định huấn luyện hay là cái quan trắc đấy ạ, thì chúng ta đã thay thế bằng cái nghị định 140 năm 2018. Và trước đây là cái thông tư 19, thì sau đấy thì được thay thế bằng cái thông tư 31 năm 2018 liên quan đến huấn luyện. Thì ở đây thì chắc là các anh chị cũng đã nắm rõ rồi là cái đối tượng huấn luyện thì là sẽ có 6 đối tượng tất cả. Thì tôi chỉ điểm qua để các anh chị nhớ lại thôi ạ. Thứ nhất, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. Thì cái này thì là về cơ bản là mọi người cũng đã nắm được rồi. Về cái danh mục công việc mà có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động ấy, thì hiện nay là cái thông tư 06 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội là có đưa ra 32 nhóm các công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Thì cái này thì chắc là các anh chị cũng đã nắm rõ. Rồi, còn đối với cái chế độ mà bảo hộ lao động rồi chăm sóc sức khỏe này, ví dụ như là việc khám sức khỏe thì đối với người lao động thông thường thì 1 năm một lần, còn cái người mà lao động mà làm việc nặng nhọc độc hại thì 6 tháng một lần. Thì cái này thì chắc là chúng ta cũng đã nắm được. Còn đối với ở đây có một cái lưu ý là đối với lao động nữ thì phải khám chuyên khoa về phụ sản, và đối với lại những cái người lao động mà làm việc trong cái môi trường mà tiếp xúc với lại các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp thì phải khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thì cái đấy là các cái gọi là quy định cơ bản. Còn đối với công việc hay là nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm ấy, thì cái yêu cầu là bộ, tức là luật quy định là Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ ban hành cái danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc là đặc biệt độc hại, nặng nhọc độc hại nguy hiểm. Thì vừa rồi theo cái thông tư 11 ấy, năm 2020 thì đã có ban hành
Bộ Lao động vừa ban hành cái danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, và đặc biệt là nặng nhọc độc hại nguy hiểm, thì cái thông tư này thay thế cho 6 cái quyết định và 2 cái thông tư từ năm 1995, tức là rải rác nằm ở các cái năm đó, thì các cái quyết định, các thông tư đấy được thay thế bằng cái thông tư số 11 này với 42 lĩnh vực và 105 nhóm ngành nghề. Thì cái này thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm ở trong các cái thông tư đó. Cái phương tiện bảo vệ cá nhân thì cũng rõ rồi ạ. Thì cái này nằm trong cái thông tư 04 về cái việc mà hướng dẫn thực hiện cái chế độ mà trang bị cái phương tiện bảo vệ cá nhân. Và cái nguyên tắc ấy, khi mà trang bị cái phương tiện bảo vệ cá nhân thì ở đây thứ nhất là đúng chủng loại này, đúng số lượng này, rồi không được phát tiền thay cho cái phương tiện bảo vệ cá nhân, rồi là hướng dẫn giám sát người lao động sử dụng cái phương tiện bảo vệ cá nhân, hay là cái thực hiện các cái biện pháp như khử độc, khử trùng, tẩy xạ, rồi đảm bảo vệ sinh đối với các phương tiện bảo vệ cá nhân. Vậy thế thì thêm một cái nữa liên quan đến cái quy định đối với lại người lao động là bồi dưỡng bằng hiện vật. Thế thì cái người làm việc, cái quy định ở đây là người làm việc ở trong cái điều kiện có yếu tố nguy hiểm, có hại ấy, thì cái người sử dụng lao động phải bồi dưỡng bằng hiện vật cho họ. Thì cái này thì nằm trong cái quy định của thông tư 25 năm 2023 về cái việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng cái hiện vật đối với người lao động mà làm việc trong cái điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại đấy ạ. Thế thì nguyên tắc của cái bồi dưỡng bằng hiện vật thì thứ nhất là để giúp cho cái tăng cường cái sức đề kháng hay là thải độc của cơ thể, rồi đảm bảo cái thuận tiện an toàn vệ sinh thực phẩm hay là thực hiện trong ca này, và trừ trường hợp đặc biệt không thể tổ chức được thì và có một cái quy định nữa đấy, một cái gọi là điều cấm, đấy là không được trả bằng tiền và không được trả vào lương. Thì cái đấy thì chắc là các anh chị cũng đã nắm được. Và điều kiện được hưởng thì cũng chỉ điểm qua thôi, đấy là làm các cái nghề công việc thuộc các cái danh mục hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm như là vừa rồi đấy, cái thông tư có quy định về các cái danh mục công việc nghề rồi nặng nhọc độc hại nguy hiểm, và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm đấy ạ. Và đang làm việc trong cái môi trường lao động có ít nhất một trong các cái yếu tố nguy hiểm rồi độc hại mà không đạt cái tiêu chuẩn vệ sinh cho phép của Bộ Y tế, hoặc là trực tiếp tiếp xúc với lại cái nguồn mà gây bệnh truyền nhiễm. Thế thì cái mức mà bồi dưỡng bằng hiện vật thì từ nãy giờ tôi nói rồi, bây giờ tôi đề nghị có một anh chị nào hỗ trợ tôi trong cái việc là hiện nay thì cái mức mà bồi dưỡng bằng hiện vật đấy ạ, thì không biết là có mấy mức ạ, có anh chị nào giúp tôi ạ, để cho đỡ buồn ngủ đi ạ. Anh chị có nào từ nguyện không? Anh chị nào từ nguyện không ạ? Có 4 mức phải không bố? À, đúng rồi ạ. Thế 4 mức đấy gồm những mức nào anh Sơn? Từ 10 đến 25 nghìn, 10, 15, 20 và 25 nghìn ạ. Đúng rồi, chuẩn chính xác rồi ạ. Hiện nay là chúng ta có 4 mức theo cái... Ok. Từ 10 đến 25 nghìn thì theo cái đây ạ, thì cái mức bồi dưỡng đấy, cái mức 1, mức 2, 15 nghìn, mà cứ tăng mỗi mức là lên 5 nghìn, thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào một số quy định mới, ở đây chủ yếu nó nằm trong hai cái nghị định, thì để cho anh chị nắm được. Thứ nhất là cái nghị định 58 năm 2020 về cái mức mà bảo hiểm xã hội mà bắt buộc vào cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, và cái thứ hai là cái nghị định 88 về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Thế thì trước hết là liên quan đến vì cái quy định 58 tôi sẽ nói sau, vì các cái quy định mà liên quan đến cái nghị định 88 này ấy, thì nó liên quan đến một số các cái hỗ trợ mà tôi nghĩ rằng trong quá trình mà các anh chị đi giảng ấy, thì chúng ta cũng nên nói rõ hơn cho người sử dụng lao động tại doanh nghiệp, cũng như là để cho họ nắm được rằng là đây là một trong những cái gọi là chi của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thì hiện nay cái kết dư của quỹ theo như báo cáo của bên bảo hiểm xã hội gần nhất năm 2020-21 thì là hiện nay kết dư là 57.000 tỷ. Và các cái hoạt động dành cho cái hỗ trợ phòng ngừa thì chúng ta vẫn đang ở cái mức thấp.
Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta hiểu rõ và biết rõ về các cái quy định cũng như là các cái điều kiện được hưởng này thì cũng là một phần để giúp cho doanh nghiệp cũng như là người lao động sẽ được hưởng cái quyền lợi của họ. Thứ nhất là đối với lại việc mà chuyển đổi nghề nghiệp ấy, thì điều kiện hưởng ở đây ấy, nó sẽ có 3 điều kiện các anh chị để ý này. Thứ nhất là cái người lao động suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên. Cái thứ hai nữa là người sử dụng lao động sắp xếp cái công việc phù hợp với sức khỏe và nguyện vọng nhưng lại phải đào tạo, tức là những cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi. Và một cái điều kiện thứ ba nữa là cái người lao động là phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại cái thời điểm bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ở đây có 3 điều kiện các anh để ý nhé. Một là suy giảm khả năng lao động này, hai là được sắp xếp cái công việc mới phù hợp với sức khỏe nguyện vọng nhưng mà nó yêu cầu là phải đào tạo nghề, và cuối cùng là họ phải tham gia cái bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại cái thời điểm mà họ bị. Thế vậy thì đơn vị nào sẽ là có thẩm quyền quyết định cái hỗ trợ chuyển đổi đấy? Thì chính là Sở Lao động Thương binh Xã hội. Và cái mức là bao nhiêu? Thì thứ nhất là 50% học phí. Các anh chị ạ, 50% học phí cho cái việc chuyển đổi nghề đấy. Và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Tức là nếu như trong trường hợp mà quá cái 50% đấy, 50% học phí đấy mà quá cái 15 lần cái mức lương cơ sở thì các anh chị cũng chỉ được trả cho 15 lần cái mức lương đó thôi. Và đối với lại một người lao động thì chỉ được hỗ trợ tối đa 2 lần. Và 1 năm ấy thì chỉ được 1 lần thôi. Tức là trong cả cái quá trình thì anh của một người lao động thì anh chỉ được hỗ trợ tối đa 2 lần. Tuy nhiên là trong 1 năm thì anh không được hỗ trợ 2 lần mà anh chỉ được hỗ trợ 1 lần thôi. Các anh chị lưu ý cái điều đó. Về cái hồ sơ mà đề nghị cái hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp ấy, thì hồ sơ đề nghị nó sẽ có mấy các cái loại sau. Thứ nhất là phải có một cái văn bản đề nghị của cái người sử dụng lao động theo mẫu. Cái này là mẫu nó đi kèm theo thông tư 88 rồi các anh. À quên, nghị định 88 rồi các anh chị có thể lấy đi ở trên đó. Và cái thứ hai là bản chứng thực, cái biên bản mà giám định cái suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa. Và cuối cùng là cái bản sao chứng thực các cái chứng từ thanh toán. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động phải thực hiện cái việc mà chuyển đổi nghề nghiệp cho họ, trả tiền, trả thanh toán các cái hoạt động đấy rồi, sau đấy thì mới làm hồ sơ đề nghị. Và như thế cái trình tự để mà giải quyết cái hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp này đi đâu? Thì là người sử dụng lao động sẽ nộp hồ sơ cho sở. Sau đấy thì sau 5 ngày làm việc thì cái ông sở lao động ấy, ông sẽ thẩm định rồi quyết định hỗ trợ. Còn nếu như trong trường hợp mà ông ấy không, tức là ông ấy quyết định hỗ trợ này, ông sẽ gửi sang bên bảo hiểm xã hội. Mà trong trường hợp nó sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là cái ông sở này ông thẩm định và ông thấy ok thì ông ra quyết định để gửi bảo hiểm xã hội. Còn nếu như ông không thấy ok thì ông ấy sẽ phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và phải nêu rõ lý do là vì sao người ta không đồng ý hỗ trợ. Và đến bảo hiểm xã hội thì trong 5 ngày làm việc thì bảo hiểm xã hội phải trả cái kinh phí hỗ trợ cho người sử dụng lao động. Và nếu bảo hiểm xã hội mà không chi trả thì họ lại phải có văn bản để trả lời cho sở. Anh chị nên nhớ nhé, văn bản này về là trả lời cho sở lao động thương binh xã hội lý do vì sao họ không hỗ trợ. Thì tức là nếu tiền thì người sử dụng lao động nhận, nhưng mà nếu mà không được hỗ trợ thì văn bản mới chuyển về cho sở. Thì đấy là cái trình tự để gọi là hưởng cái hỗ trợ về đào tạo nghề đấy. Đối với lại cái hỗ trợ mà khám bệnh nghề nghiệp thì cái điều kiện hưởng như sau. Thứ nhất là phải có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động từ đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến cái tháng liền kề tháng mà đề nghị hỗ trợ cái kinh phí khám bệnh nghề nghiệp đấy. Và đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám chữa bệnh nghề nghiệp. Tức là có 2 điều kiện. Một điều kiện là anh phải tham gia cái bảo hiểm đó phải từ đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia, tức là trước cái tháng liền kề của tháng đề nghị ấy là anh cũng đang phải đóng rồi, tức là đã đủ nhưng mà phải đến cái thời điểm đó, trước cái thời điểm mà tháng trước liền kề đấy. Cái thứ hai nữa đấy là anh đã phát hiện ra cái bệnh nghề nghiệp, tức là đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp, thì đấy là cái điều kiện để hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp. Và cái mức hỗ trợ thì là bao nhiêu? Mức hỗ trợ là 50% chi phí khám và không quá 800.000 đồng cho một người một lần khám. Thế và ở đây thì cũng giống như cái hỗ trợ về chuyển đổi nghề nghiệp ấy, là tối đa cho một người lao động khi mà khám bệnh nghề nghiệp ấy, hỗ trợ khám ấy, thì anh chỉ được tối đa 2 lần thôi và 1 năm thì cũng chỉ được 1 lần. Thì đấy chính là cái quy định về cái hỗ trợ khám. Thế vậy thì trình hồ sơ của nó sẽ gồm cái gì? Hồ sơ đề nghị sẽ gồm cái văn bản đề nghị hỗ trợ theo mẫu. Cái này cũng
họ cũng có mẫu ở trong cái nghị định 88. Và cái thứ hai nữa là cái bản sao chứng thực cái hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cái cơ sở khám chữa bệnh cho cái người lao động đấy ạ. Và cuối cùng là cái bản sao chứng từ thanh toán, tức là anh cũng đã phải đi khám rồi xong rồi anh mới đề nghị. Về trình tự ấy thì người sử dụng lao động cũng nộp hồ sơ lên cho sở, và trong 5 ngày làm việc họ cũng thẩm định, rồi nếu trong trường hợp mà họ thẩm định mà họ thấy ok thì họ ra quyết định để gửi cho bộ cho bảo hiểm xã hội, còn nếu không thì họ phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động phải nêu rõ lý do. Thế còn ở đây thì các anh chị lưu ý là có trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và người làm hoặc người lao động nhé, tức là người lao động được nhận cái hỗ trợ trực tiếp đấy. Trong 5 ngày làm việc thì bảo hiểm xã hội trả cái kinh phí hỗ trợ cho người sử dụng lao động hoặc người lao động, và nếu không trả lời ấy, và nếu mà họ không chi trả thì họ sẽ phải trả lời bằng văn bản cho sở và phải nêu rõ lý do. Liên quan đến cái hỗ trợ phục hồi chức năng ấy, thì ở đây sẽ có cái điều kiện hưởng ở đây cũng về cái phục hồi chức năng cho người lao động ấy, thì trước hết là phải được cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định là phục hồi chức năng đó. Cái thứ hai nữa là phải suy giảm cái khả năng lao động từ 31% trở lên và đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp tại cái thời điểm mà bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Đấy là điều kiện hưởng đối với lại cái hỗ trợ phục hồi chức năng đấy ạ. Và cái mức hỗ trợ là bao nhiêu? Mức hỗ trợ ở đây cũng là 50% chi phí, tuy nhiên cũng không được vượt quá 3 triệu cho một người một lượt, là một lượt mà phục hồi chức năng thì là cũng không được quá. Tức là được hỗ trợ 50% chi phí nhưng mà cũng không được vượt quá 3 triệu một người một lượt. Và ở đây thì cũng tương tự như cái kia, đấy là như các cái hỗ trợ kia, đấy là đối với một người lao động chỉ được hỗ trợ tối đa 2 lần và một năm chỉ được một lần. Về cái hồ sơ thì các anh chị cũng thấy, về cơ bản ấy, thì cái hồ sơ nó cũng vẫn phải có cái văn bản đề nghị mẫu này, rồi sau đấy thì là cái bản chứng thực giấy chuyển viện phục hồi chức năng này, hoặc là một cái bản sao bệnh án có cái nội dung chuyển đến cái khoa phục hồi chức năng chẳng hạn, ví dụ thế, thì cái và phải có một cái bản sao chứng từ thanh toán. Về trình tự thì người sử dụng lao động cũng nộp hồ sơ lên sở, rồi cũng theo trình tự về cơ bản như vậy thôi, cũng 5 ngày thôi. Sau 5 ngày thì họ cũng sẽ phải trả lời họ hỗ trợ hay không hỗ trợ. Về cái huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động ấy, thì ở đây thì các anh chị lưu ý là đây là một trong những cái mà người và các doanh nghiệp cũng họ cũng rất là quan tâm, họ cũng muốn là được nhận cái sự hỗ trợ đó. Tuy nhiên là để mà tư vấn thì các anh chị để ý đến cái điều kiện hưởng. Thứ nhất là cái người sử dụng lao động phải liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên đến cái tháng đề nghị hỗ trợ. Và cái thứ hai nữa là phải thuê một cái tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện hoặc là tự tổ chức huấn luyện. Và cái nữa là thực hiện cái báo cáo định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao động của cái năm trước liền kề, tức là ở đây họ muốn khuyến khích rằng cái người sử dụng lao động họ phải tuân thủ và thực hiện tốt cái công tác an toàn vệ sinh lao động thì họ sẽ được hưởng các cái hỗ trợ này. Thì ở đây điều kiện các anh chị lưu ý có 3 điều kiện đấy ạ. Về cái mức hỗ trợ thì ở đây các anh chị đây ạ. Ở đây cái mức hỗ trợ ấy, đối với lại cái hỗ trợ kinh phí cho cái huấn luyện ấy, lần đầu thì 70% chi phí cho cái lần đầu. Tuy nhiên là trong vòng 24 tháng chỉ được một lần thôi anh chị ạ. 70% chi phí cho lần đầu. Thì ở đây đối với các cái nhóm đối tượng ấy, thì nhóm thứ nhất này, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, không phải nhóm thứ tư. Nhóm thứ sáu ấy là được 150.000 một người, tức là tối đa 70% nhưng không tối đa 150.000 đồng một người. Và nhóm 1, nhóm 5 là 300, nhóm 3 là 600, nhóm 2 là 700. Và đối với lại các cái định kỳ ấy, thì không được vượt quá 50% cái chi phí lần đầu, là họ hỗ trợ so với lại cái chi phí lần đầu là 50%. Thế về hồ sơ đề nghị thì cơ bản là cũng xin lỗi. Cái hồ sơ đề nghị ấy, thì nó sẽ có một cái văn bản đề nghị hỗ trợ theo mẫu của cái nghị định 88 và có cái bản sao hồ sơ và chứng từ chứng minh cái việc mà tổ chức hoặc là chi phí thực tế liên quan đến huấn luyện của người sử dụng lao động. Và cái trình tự thì cũng như vậy, nhưng mà các anh chị lưu ý một chút là liên quan đến cái hỗ trợ về kinh phí huấn luyện ấy, thì nó sẽ lâu hơn một chút. Tức là sở lao động thì họ sẽ thẩm định trong vòng 15 ngày
thay vì 5 ngày trong một số các cái hỗ trợ trước đây trước mà tôi đã trình bày ấy, thì là họ sẽ thẩm định trong vòng 15 ngày. Sau đấy thì họ cũng sẽ có hai trường hợp, một là họ sẽ quyết định hỗ trợ để gửi cho bảo hiểm xã hội, hai là họ sẽ trả lời cho người sử dụng lao động, nếu không thì họ sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Còn bảo hiểm xã hội thì họ cũng chỉ được 5 ngày thôi, vẫn là 5 ngày để mà họ trả kinh phí cho người sử dụng lao động hay là họ trả lời cho sở nếu họ không hỗ trợ. Vừa rồi thì tôi có trình bày về các cái điều kiện hỗ trợ cũng như là quy gọi là cái quy trình thủ tục để mà chúng để mà doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Còn đối với lại cái quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đấy ạ, trong cái nghị định gọi là nghị định 58 về cái mức đóng ấy, thì ở đây có một số các cái quy định về mức đóng như sau. Tức là trước đây thì như các anh chị biết là tối đa là 1% vào quỹ. Tuy nhiên là trong cái nghị định 58 ấy, thì cái mức đóng giảm xuống còn là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hoặc là 0,3%. Vậy thì trường hợp nào thì sẽ được hưởng cái mức mà 0,3% đấy, thì các anh chị để ý nha. Thứ nhất là điều kiện là 3 năm không bị xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự về an toàn vệ sinh lao động hoặc bảo hiểm xã hội. Tức là 3 năm liên tiếp là anh không bị vi phạm cái đó. Cái thứ hai là 3 năm liền anh thực hiện cái báo cáo định kỳ về tai nạn lao động và an toàn vệ sinh lao động một cách chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn. Và cái cuối cùng đấy là tần suất tai nạn lao động của năm trước liền kề của cái năm đề xuất ạ, phải giảm được 15% so với trung bình 3 năm liền kề và sẽ phải không có tai nạn lao động trong vòng 3 năm. Tức là cái điều kiện nó cũng tương đối là gọi là khá là ngặt nghèo trong một số các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có các cái gọi là ngành nghề nguy cơ cao, thì cũng đây là một trong những cái điều kiện mà các anh chị lưu ý này. Về cái 3 năm mà không bị xử phạt vi phạm hành chính này, rồi 3 năm phải thực hiện báo cáo định kỳ, rồi là cái tần suất của cái năm đó là giảm 15% so với trung bình 3 năm nha, không phải so với trung bình 1 năm trước đấy đâu. Về cái hồ sơ ấy, hồ sơ thì họ cũng có một cái văn bản đề nghị theo mẫu của cái nghị định 58, rồi họ cũng sẽ có một cái bản sao chứng thực cái báo cáo đánh giá công tác an toàn, rồi cái việc mà giảm tần suất bởi một cái tổ chức đánh giá về an toàn sơ động. Cái này thì cái tổ chức đánh giá này thì chắc là cũng chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm. Về thời gian ấy, thì thời gian áp dụng cái mức đóng thấp hơn về quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ấy, thì thời gian là khi nào thì họ được hưởng cái mức đóng thấp hơn cái quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là trong vòng 36 tháng kể từ ngày mà có quyết định áp dụng. Tức là nếu như vậy là trong vòng 36 tháng khi mà anh được duyệt ấy, được có cái quyết định ấy, thì anh sẽ được đóng ở cái mức thấp hơn, tức là thay vì đóng 0,5 thì anh được đóng xuống còn 0,3 thôi trong vòng 36 tháng. Thế và trong vòng 60 ngày ấy, trước cái ngày mà hết hạn áp dụng để trong vòng mà 60 ngày trước ngày hết hạn áp dụng cái nộp hồ sơ theo quy định ấy, thì là anh nếu như trong trường hợp mà có cái đề xuất ấy, thì anh phải thực hiện trong cái vòng 60 ngày trước cái thời điểm đó nếu như anh có đề xuất. Thế và các anh chị có biết là hiện nay cái quy định về, tức là ngay thời điểm hiện tại đấy ạ, thì cái quy định về cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì có gì thay đổi không ạ? Có anh chị nào quan tâm không? Các anh chị có biết cái hiện nay cái quy định nó như thế nào không ạ? Cái, về cái mức đóng đấy ạ. Không biết là có anh chị nào hay lại hỏi ngẫu nhiên xem là các anh chị nào nắm được không nha. Rồi, ok. Vậy thì tôi sẽ hỏi ngẫu nhiên xem là có anh chị nào nắm được cái đó không? À, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi các anh chị, đợi một chút.
xem là còn không biết là còn anh chị nào theo dõi bài giảng không ạ? Để tôi lại cho vòng quay chiếc nón kỳ diệu xem là có anh chị nào còn ở đấy không nha. Đây ạ. Đợi đợi một chút. Cái chiếc quên chưa quên chia sẻ màn hình. Bên chị đợi một chút. Xem màn hình. Ô các đơn vị khác. Tôi để quay lại cho. Ok, để quay lại một lần nữa nha. Rồi và phân viện miền Trung ạ. À, phân viện miền Trung lúc đấy vào rồi, vì vậy bây giờ tôi đề nghị là sẽ quay một lần nữa xem là vào đơn vị khác đi. Ok, trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy thiết bị nông nghiệp ạ. Để xem là trong danh sách là có những anh chị nào. Như là có anh Thế và bạn Hiếu đúng không ạ? Không biết là có hai anh chị có còn ở đấy không? Có ạ, có em đây ạ. Thế thì Hiếu ơi, thế Hiếu vừa rồi Hiếu có biết là cái quy định mới nhất về cái liên quan đến cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp không? Dạ, cái này em chưa kịp cập nhật chị ạ, à, cô ạ. Ok, thế vậy thì để hỏi một anh chị khác nha. Vâng. Rồi, ok, thế để hỏi anh chị khác đi, cho các anh chị đỡ buồn ngủ chứ không thì... Em cảm ơn cô. Ok, để hỏi một anh chị khác đi. Rồi. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và an toàn môi trường CSEC, xem là anh chị nào, có anh chị nào ở đấy không ạ? Vâng ạ, ở đây là có ba anh cơ, không biết là có anh nào ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng và an toàn môi trường CSEC ạ, không biết có ai ở đấy không ạ? Có chỗ bạn Bùi Văn Năng còn ở đấy không? Kiểu này chắc là mọi người chắc là đi đâu hết rồi. Tôi quay nốt lần này xem có bạn nào không nha. Rồi, Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường. Cái này có lẽ là hỏi đúng rồi đấy ạ. Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường, không biết là có anh chị nào ở đấy không ạ? Có thể hỗ trợ tôi về cái quy định về bảo hiểm xã hội và quy định về quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở đấy không ạ? Có anh chị nào của Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường không? Dạ, thưa cô, có em ạ. Xin chào chị Hạnh đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, chị Hạnh ơi, thì chị có vừa rồi chị có biết cái thông tin liên quan đến quỹ không chị? Dạ, thưa cô, em cũng nghe nói sáng nay ạ. Tức là theo thông tư theo cái nghị định 58 năm 2020 thì cái mức đóng bình quân cái quỹ này sẽ là khoảng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Còn đối với những cái ngành nghề mà những doanh nghiệp mà thuộc cái ngành nghề mà lao động nặng nhọc độc hại thì cái mức nữa chỉ còn 0,3% thôi ạ. Vâng ạ. Em biết thế đấy ạ. Vâng. Cảm ơn chị Hạnh. Tức là thực ra là tôi hỏi là hỏi cái quy định mới nhất gần nhất liên quan đến cái quỹ bảo hiểm về đây ạ, tai nạn lao động bệnh nghề. Tức là cái này vừa rồi thì các anh chị cũng biết là đại dịch Covid đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất và cũng như là ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Vì vậy mà chính phủ đã ra nghị định cũng như là cái quyết định về việc hỗ trợ cho người lao động cũng như người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid. Thì các anh chị lưu ý nhé, có thể là trong thời gian tới khi mà các anh chị thời điểm mà các anh chị đi huấn luyện ấy, thì nó vẫn nằm ở trong các cái quy định này thôi, tức là sẽ giảm về mức 0%. Tức ở đây thì cái quỹ đóng, tức là người sử dụng lao động sẽ không phải gọi là giảm về mức 0%, đấy là theo luật gọi là mức đóng 0% thôi, nhưng chúng ta hiểu nôm na đấy là không phải đóng nữa.
không phải đóng cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nữa, và thời hạn là 12 tháng, tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tức là trong vòng 12 tháng, tức là đến tháng 6 năm 2022 thì người sử dụng lao động sẽ không phải đóng quỹ này nữa nhé các anh chị. Tức là mức đóng là 0% thì hiểu luôn ra là không phải đóng. Đấy, thì cái đấy là cái quy định mới, gọi là mới nhất, áp dụng nhưng mang tính tạm thời về cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Rồi, cảm ơn chị Hạnh. Vậy là về những cái gọi là quy định mới liên quan đến cái chính sách về an toàn vệ sinh lao động thì tôi cũng đã kết thúc cái phần bài giảng đấy. Còn liên quan đến cái gọi là cái xong cái đề cương của lớp học là xây dựng cái nội quy rồi quy chế rồi biện pháp phòng cháy chữa cháy rồi xây dựng đôn đốc thực hiện ấy, thì theo như tôi hiểu là gần hình như là các anh chị sáng nay là cũng đã được nghe khá là